Đăm Mỹ bị bắt về sau này sinh con cho hắn, tên Hán Việt bị bắt cấp tha sinh Liễu Nhi Tử Dĩ Hậu, tác giả Tây Rích Nhất Hoa, editor Đoè Già Trang Beta Hạ Đáo Hoa Khai, diễn đọc Nguyên Phong. Truyện được phát sóng trên kênh YouTube Gia Thiện Channel. Tập 12. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bầu không khí bế tắc, Kiều Nguyên nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, lạnh giọng nói, Ninh Tu Viễn, anh muốn thế nào? Anh muốn tìm một chỗ để nhốt tôi ở đó, hay anh vẫn muốn tôi phải ngoan ngoãn phục tùng anh đây? Tôi không có hình thể, nhưng thật ra còn không bằng một phần Ninh Mặc. Ninh Mặc thấy Kiều Nguyên mở cửa, bước tới ôm lấy ống quần của Kiều Nguyên, ngẩng mặt lên, mỗi lần tới đây với đát đi đều kéo nhóc trở về. Bảo không muốn bị đát đi kéo về. Ninh Tu Viện ngẩn người, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Nhảy con này, sáng nay còn cướp mất miếng trứng rán trong bát của hắn, quay mặt đi liền không nhận người. Ninh Tu Viện trong lòng dâng lên một cỗ khó tả, môi mỏng nhếch lên nói, những người đó đã lâu không có liên lạc với em, 2 năm qua tôi vẫn luôn nghĩ về em, tôi đã từng đối xử với em. Do tôi quá ngu ngốc, không hiểu chuyện tình cảm, tôi rất thích em, muốn ở bên em, từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có mình em thôi. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng Kiều Nguyên. Lúc trước Ninh Tu Viễn không phải cũng nói quan tâm tới cậu đó sao, nhưng sau đó khiến cả người cậu đều bầm dập, không phải là cùng một người sao. Máu trên cánh tay Ninh Tu Viễn vẫn không ngừng chảy, liên tục nói vài lời yếu đuối. Nhưng sau đó Kiều Nguyên lại nói, lúc trước ở khu nghỉ dưỡng anh đã làm gì tôi? Lần đó, Kiều Nguyên bị người bỏ thuốc hãm hại, hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn biết đối phương rất kiêu ngạo, nên vẫn không nói chuyện này cho Kiều Nguyên biết. Ninh Tu Viện hé môi, nhưng không nói. Kiều Nguyên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ninh Tu Viện, anh đến quấy rầy tôi rồi, chỉ để làm chuyện ghê tởm đó, có gì khác so với trước đây sao? Anh thực sự cho rằng tất cả mọi người sẽ mãi sống vây quanh mình sao? Có lẽ là mất máu quá nhiều, sắc mặt Ninh Tu Viện tái nhợt. Anh ta nói, Kiều Nguyên, tôi thực sự chỉ muốn ở bên em, không nhất định phải làm như vậy. Nếu hắn thực sự muốn làm gì đó với Kiều Nguyên, hắn có thể đã lợi dụng nguy hiểm khi lần đầu tiên Kiều Nguyên say rượu. Hắn chỉ muốn hai người có thể chung sống với nhau, ăn cơm cùng nhau, có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Chỉ cần nói chuyện với nhau vài ba câu, hắn cũng thấy quá đủ rồi. Sau một thời gian, đứa trẻ trong bụng Kiều Nguyên cũng dần phát triển. Bởi vì năm xưa cậu bị Ninh Tu Viễn cưỡng bức, cơ thể cậu đã bị tổn thương vĩnh viễn, cho nên cậu không muốn có đứa nhỏ bây giờ. Bệnh viện cũng không đành lòng tiến hành phẫu thuật cho cậu. Cậu mới phá thai được khoảng 1 tháng, Ninh Tu Viễn đã ép cậu mang thai đứa con thứ 2. Có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng gì. Hắn rõ ràng biết cậu sắp tốt nghiệp, nhưng hắn chưa từng quan tâm đến cậu. Chuyện phải trải qua trước đây thật sự khiến con người ta thấy tuyệt vọng. Mỗi ngày cậu đều vùi mình trong căn phòng tối như mực, thường xuyên quên bật đèn. Ngày 3 bữa cơm đều được người đưa tới. Bên ngoài phòng có đám vệ sĩ đứng canh, phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn trong căn phòng hẹp. Muốn ra ngoài một lần, cậu phải thông báo trước cho Ninh Tu Viện biết và phải nghĩ cách làm hắn vui. Vì sao cậu phải nhớ lại mấy chuyện kinh khủng ấy, đến bây giờ còn có thể che giấu ánh mắt, mới vừa nghe xong cũng chỉ thấy nó quá vô lý. Rõ ràng cậu là đàn ông, nhưng lại bị người khác dùng làm công cụ thỏa mãn dục vọng, và thậm chí cậu còn không thể kháng cự. Lâu lâu những hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu cậu, cậu chỉ muốn tìm một góc khuất để ẩn mình, và đoạn ghi hình kia cứ mãi đè ép thần kinh cậu. Cậu đã hỏi tài xế xe tải, đối phương ngậm miệng rất chặt, thoạt nhìn không có chút sơ hở nào. Tất cả những điều này là do Ninh Tu Viễn mang đến cho. Nếu không phải vì Ninh Tu Viễn, cũng sẽ không có ai lấy nó ra để đe dọa cậu. Cậu cũng sẽ không bị ác mộng bủa vây mỗi đêm. Tinh thần sẽ không quá căng thẳng, thậm chí đến chuyện tình cảm đời thường, cậu cũng cảm thấy nó là hy vọng xa vời. Sầm Lễ đã trở nên dơ bẩn, cậu căm ghét Ninh Tu Viễn, hận đến tận xương tủy. Cũng lắm thì cá chết rách lưới, để đối phương phải trải nghiệm nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Vì vậy, bây giờ Ninh Tu Viễn ngày đêm không thể yên ổn, đành phải tự mình gánh lấy.
Sự đồng cảm duy nhất của Kiều Nguyên đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự hận thù. Tại sao chuyện đã đến mức này, cậu còn thấy thương cảm cho tên cặn bã đã kéo cậu xuống vực sâu. Kiều Nguyên thậm chí còn thấy căm ghét bản thân cậu. Chỉ vì Ninh Tu Viễn mấy lần đến nhà nấu cơm cho cậu, cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ninh mặt trợn tròn mắt đáng thương nhìn cậu, làn da trắng nõn, hai má bánh bao mũm mĩm, trên người còn mặc một chiếc áo phông hoạt hình đáng yêu, tuổi còn nhỏ nhưng tiếp thu rất nhanh, thậm chí chữ mặt phức tạp như vậy, cũng có thể cầm bút siêu siêu vẹo vẹo viết ra rất chuẩn. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Kiều Nguyên cũng có ấn tượng tốt với Ninh mặt. Đứa nhỏ này lại là huyết thống của Ninh Tu Viễn. Kiều Nguyên thấp giọng nói, anh đưa Ninh mặt đi đi. Trước đây, Kiều Nguyên cũng gọi tiểu mặt giống Ninh Tu Viễn, có đôi khi còn gọi Ninh mặt là Bảo Bảo, nhưng bây giờ cậu lại gọi đầy đủ họ tên Ninh mặt ra. Ninh Tu Viễn trầm mặt 2 giây rồi nói, người có lỗi là tôi. Tiểu mặt còn nhỏ, nó cái gì cũng khớp biết. Kiều Nguyên cười cười, nhưng nó là con trai anh. Anh có chết hay không cũng không liên quan tới tôi, anh cũng không cần dùng lại loại thủ đoạn này, tránh cho người khác phải gặp chuyện xui rủi. Vẻ mặt của Kiều Nguyên rất bình tĩnh, trong đôi mắt đen lái không có thêm một tia cảm xúc nào. Sự kiên định trên khuôn mặt khiến cho Ninh Tu Viễn cảm thấy trái tim mình như bị chẻ đôi, đến cả cành cây đâm xuyên vào tai hắn cũng không đau đớn tới vậy. Cơ thể Kiều Nguyên như mất đi sức lực, dựa lưng vào cửa, hơi hé môi thở dốc. Ninh Tu Viễn có lẽ vẫn đang nhìn cậu qua cánh cửa này, tiếng khóc của Ninh mắt cứ mãi văng vẳng bên tai cậu. Lúc cậu rút tay khỏi tay Ninh mặt, trong lòng cậu rất chua xót, Ninh mặt lại không muốn buông tay ra, nhưng trẻ con nào so được với người lớn, nhấc theo quán tính lảo đảo lùi về sau 2 bước, may mà Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống ôm nóc vào lòng, nên không bị ngã. Kiều Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cứ như thế này, cậu sẽ không thể nhận được bất cứ điều gì. Kiều Nguyên không thể nào quên được khi người kia cưỡng bức cậu đến hộp đêm và làm bẻ mặt cậu trước bao người. Cậu không thể quên sau khi cậu từ chối lời tỏ tình của Hạ Lộ, Ninh Tu Viễn lại kéo cậu đến một khách sạn bên ngoài trường học và để cho cô ấy nhìn thấy bọn họ hôn nhau thắm thiết. Cậu không thể nào quên. Sau khi thi cuối kỳ xong, Ninh Tu Viễn đứng trước toàn thể mọi người trong trường đậu oan cho cậu là ăn trộm đồ của hắn. Không chỉ mỗi mấy chuyện này mà còn rất nhiều. Cậu không muốn bản thân bị bủa vây bởi sự tuyệt vọng nữa. Ninh Tịch Viễn đã hoàn toàn phá hủy cuộc đời của cậu và ghép nó thành những thứ mà hắn mong muốn. Chỉ cần là thứ liên quan tới cậu, đều sẽ bị phá hủy. Sau khi xuất viện, mỗi lần đi ngủ, Kiều Nguyên đều bật đèn trong nhà. Cậu không cảm thấy chói mắt, chỉ là không muốn để mình chìm vào trong bóng tối. Quá khứ đang quấn lấy cậu như dây leo độc, như muốn đầu độc sinh mạng của cậu. Cho dù bây giờ cậu đã là con trai thứ của nhà họ Kiều, cậu không còn phải lo lắng về việc bị lợi dụng vì tiền và bị làm nhục, nhưng cậu vẫn nhớ Ninh Tu Viễn đã nói gì với mình. Chỉ cần có tiền thì loại trai bao gái điếm nào mà chẳng mua được, cứ lặp đi lặp lại. Sau khi xuất viện, cậu đã đến nghĩa trang thăm mẹ một lần. Trải qua 5 tháng nắng gió, dòng chữ trên bia mộ đã mờ đi một chút, mẹ đi cũng được nhiều năm rồi. Khi đó cậu biết rất rõ mẹ cậu muốn có người bồi bạn bên cạnh cậu. Nhưng vì Ninh Tu Viễn, cậu không thể có được một tình yêu bình đẳng như bao người khác. Ninh Tu Viễn khóa chặt cậu bên người hắn, cậu hoàn toàn trở thành đồ vật tiêu khiển của người kia. Anh mua một bó hoa bách hợp trắng và một vài loại trái cây mà mẹ cậu thích ăn lúc là còn sống. Ngón tay anh xoa nhẹ dòng chữ trên bia mộ, giống như ngày trước đến bệnh viện thăm bà, giọng nói rất nhẹ nhàng, con đến thăm mẹ rồi đây. Chỉ là nơi đây không phải bệnh viện, cậu cũng không còn là Sầm Lễ mặc người khác bắt nạt nữa. Sầm Lễ là tên mà mẹ đặt cho cậu. Mẹ cậu họ Sầm, bà muốn cậu trở thành một người có tri thức. Dù bà không biết nhiều chữ nhưng vẫn cố gắng hết sức để cậu được học hành đến nơi đến chốn. Vào mùa đông lạnh giá, mẹ cậu sẽ đan cho cậu một chiếc áo len ấm áp, dày hơn nhiều so với áo mua trong cửa hàng, mặc vào người rất ấm. Nói cách khác, chỉ cần cậu học hành chăm chỉ và thoát ra khỏi tầng lớp nghèo khó, mẹ cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau mà cậu không biết, cho nên bà muốn cuộc sống của cậu sau này tốt hơn. Nhưng lúc trước, suýt chút nữa cậu đã không thể gặp mặt lần cuối cùng.
Những điều xấu xa mà Ninh Tu Viễn đã làm với Sầm Lễ không thể cứ vài ba lời nói là có thể xóa bỏ. Kiều Nguyên hơi nhướng mày, trên mặt toát một tầng mồ hôi lạnh mỏng, bàn tay đặt ở bụng dưới. Bác sĩ đã dặn dò trước khi xuất viện là nhớ không được xúc động quá. Cậu là người duy nhất còn lại trong căn phòng lớn này. Hàn Kham đã đến đây một lần vào buổi sáng. Kiều Nguyên là người rất sạch sẽ. Không phải là cậu không thể chấp nhận được Hàn Kham, nhưng như vậy thật không công bằng cho anh. Hơn nữa, cậu đang mang thai đứa con của Ninh Tu Viễn. Nếu cậu thật sự chấp nhận Hàn Kham, lỡ mà truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười nhạo Hàn Kham. Kiều Nguyên đã sớm có thể tùy tâm sở dục mà bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Cậu sẽ suy xét rất nhiều, không thể bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo người khác vào vòng xoáy luẩn quẩn của mình. Tiếng khóc bên tai dần dần ngừng lại. Kiều Nguyên loạng choạng đi tới ghế sofa, tìm thuốc do bác sĩ kê đơn, rót đầy một cốc nước trên bàn trà uống vào, bụng dưới vẫn còn đau. Một lúc sau, Kiều Nguyên có chút sững sờ. Nếu nước trong cốc vơi bớt một nửa, Ninh Tu Viện sẽ lấy đầy nước cho cậu. Ngay cả tiếng nói chuyện cũng không dám nói quá lớn, sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu. Sau cơn đau đầu của Kiều Nguyên, hai luồng ký ức trộn lẫn vào nhau, kéo căng tinh thần cậu. Sầm Lễ chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, người ngoài nhìn vào có thể thấy hơi lạnh lùng, khó giao tiếp, nhưng khi thực sự hiểu thì mới biết cậu không quá cứng rắn. Có người vô tình đánh đổ cốc nước trên bàn cậu, chỉ cần nói lời xin lỗi, cậu sẽ chỉ cười nói không sao, sau đó tự mình lau sạch bàn, đặt quyển sách ướt sang bên cạnh để lau khô. Một người có tính tình ôn hòa như vậy nhưng lại bị Ninh Tu Viện ép vào tình cảnh như thế này đây. Giờ phút này, trong lòng Ninh Tu Viễn tràn đầy chua xót, hắn lấy giấy ra lau đi nước mắt trên mặt Ninh Mặc. Ninh Mặc vừa nhìn cửa vừa ngẹn ngào khóc, nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra. Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống, sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn Ninh Mặc là bao, nhóc con còn rất đáng yêu. Hu hu hu, đắt đi không cần bảo bảo. Hu hu. Hai mắt bé con đỏ hoe, nước mắt vừa lau đi lại ướt đẫm khuôn mặt. Tiểu Mặc ngoan. Không phải đắt đi không cần con. Ninh Tu Viễn điều chỉnh trạng thái, nhẹ nhàng nói, là do đắt đi phạm sai lầm. Đắt đi mua cho con máy bay điều khiển từ xa đặc biệt, có thấy vui không nào? Ninh Mặc vẫn rất buồn, ngay cả chiếc máy bay điều khiển từ xa mà nhóc yêu thích cũng không thể làm nhóc vui vẻ. Ninh Tu Viễn lẳng lặng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trước đây, khi Kiều Nguyên nhìn thấy Ninh Mặc, cậu sẽ bế Ninh Mặc ngồi trên đùi mình để đọc sách. Nhưng hiện tại, thái độ của Kiều Nguyên đối với Ninh Mặc lại lạnh lùng như vậy. Cậu không biết mình đã lặng lẽ ngồi trên ghế sofa bao lâu. Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo xen lẫn những tia sáng lốm đốm. Thời gian dường như đã lùi về quá khứ. Cậu chỉ còn cách ở trong nhà mỗi ngày và đợi Ninh Tu Viễn về. Kiều Nguyên bật hết đèn trong phòng lên. Ánh sáng chói lòa khiến cậu phải đưa tay lên che mắt. Trước mặt là phòng khách sáng rực ánh đèn, không phải là căn phòng khi xưa. Kiều Nguyên không muốn đi ra cửa xác định xem Ninh Tu Viễn đã rời đi hay chưa. Sống một mình, cậu không có nhiều thời gian để nấu nướng. Kiều Nguyên nấu một bát mì, không thể ngờ rằng sáng sớm một ngày nọ, cậu đang vội vàng định đi ra ngoài. Ấy thế mà người kia đã nấu sẵn cho cậu một bát mì nóng hổi để trên bàn. Cậu không biết Ninh Tu Viễn lấy được tự tin từ đâu ra, nhưng mỗi khi vào bếp, tay nghề của hắn lại được cải thiện hơn rất nhiều. Kiều Nguyên ôm đầu, cậu không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Ninh Tu Viễn nữa. Đứa nhỏ trong bụng sau khi được sinh ra cậu sẽ tự mình nuôi dưỡng. Về phần Ninh Tu Viễn, đứa nhỏ không cần biết đến sự tồn tại của người này. Nếu muốn cắt đứt thì phải thật dứt khoát, tránh để lại hậu họa sau này. Tổn thương mà Ninh Tịch Viễn mang đến cho cậu là vĩnh viễn. Đến bây giờ cậu cũng không dám quay lại trường đại học eo. Nếu ai đó nhìn cậu nhiều hơn vài lần, cậu sẽ tự hỏi không biết đối phương có biết những chuyện bẩn thỉu về cậu không. Sáng sớm hôm sau, Kiều Nguyên vừa mở cửa đã nhìn thấy một hộp bánh trung thu được đóng gói tinh xảo bên cạnh cửa. Trên hộp quà có ghi Tết Trung Thu vui vẻ. Đây là đồ ngày hôm qua Ninh Tu Viễn mang tới, nhưng cậu không nhận. Kiều Nguyên khẽ cau mày, cầm hộp bánh trung thu trong tay, sau khi xuống thang máy liền ném vào thùng rác bên cạnh. Cho tôi được không? Người dọn dẹp thận trọng hỏi. Cô làm nghề đã hơn 10 năm, chưa từng thấy ai như thế này,
Thật sự rất tiếc khi vứt đi một hộp bánh trung thu còn chưa bóc hộp như vậy. Nhân viên dọn vệ sinh tầm 40-50 tuổi, bởi vì hàng năm dãi nắng dầm mưa làm lụng, khuôn mặt in hàng lên những nếp nhăn, hàng sâu vài vết chân chim nơi khóe mắt khi bà cười. Hôm nay là Tết Trung Thu, cũng là Tết đoàn viên. Kiều Nguyên hơi ngây ra, một lúc sau mới nói, có thể. Giọng nói của cậu có chút khàn khàn. Người phụ nữ trước mặt dường như trùng lập với một người nào đó trong trí nhớ cậu. Kiều Nguyên hai mắt đỏ hoe, nhìn người kia, đôi giày đã sờn bạc vải. Hiện giờ, Kiều Nguyên không có nhiều tiền mặt trong tay. Cậu đưa hết số tiền trong ví cho nhân viên dọn vệ sinh kia và nói, hôm nay là Tết Trung Thu, dì hãy cầm lấy tiền rồi đi mua quần áo mới đi ạ. À. Cho tôi thật sao? Vâng. Người phụ nữ lau tay sạch sẽ rồi mới đưa tay ra nhận tiền, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên cùng biết ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Kiều Nguyên vừa nghĩ đến Tết Trung Thu năm nào đó, cậu ngại chi tiền mua bánh Trung Thu. Hôm đó mẹ cậu về rất muộn, cho dù là ngày lễ Tết cũng không được nghỉ ngơi. Mẹ cậu mua cho cậu một chiếc bánh Trung Thu nhân hạt sen, nhưng cậu lại không nỡ ăn, sau đó lấy dao cắt chia làm hai nửa. Bây giờ cậu là người đã có năng lực, nhưng cậu lại không thể gặp lại người mà cậu muốn hiếu kính báo đáp công sinh thành. Thời gian của Kiều Thành Minh cũng không còn bao lâu nữa, ước chừng Phật tổ giống như một ngọn đèn sáng, hai ngày nay đều rất hăng hái. Kiều Thành Minh vẫn không biết rằng cậu đã nhớ lại chuyện quá khứ, và khi ở trước mặt Kiều Nguyên ông chưa bao giờ nhắc đến mẹ cậu. Mãi về sau, Kiều Nguyên mới biết rằng lúc đầu mẹ cậu là người hầu của nhà họ Kiều, và bà đã bí mật trốn khỏi đó sau khi mang thai cậu, tự mình vất vả nuôi cậu không lớn. Thế cho nên cậu không có bao nhiêu tình cảm với Kiều Thành Minh. Cậu đã đặt sẵn một phòng ở nhà hàng gần bệnh viện. Lần này Kiều Ngạn cũng đưa Bạch Thành Úc đến. Bạch Thành Úc yên lặng ngồi đó nhìn Kiều Nguyên, nhưng anh không còn chào hỏi cậu như lúc đầu nữa. Bạch Thành Úc được Kiều Ngạn trang trí như một con búp bê tinh xảo, mấy dấu vết trên cổ vẫn còn chưa tan. Kiều Ngạn gặp một ít rau vào bát của Bạch Thành Úc. Bạch Thành Úc ngoan ngoãn ăn. Số lần Bạch Thành Úc mở miệng nói chuyện ít đến đáng thương, luôn tự vùi mình trong phòng. Kiều Ngạn đút đồ ăn thì anh sẽ ăn hết, nhưng ăn rồi sẽ nôn ra. Sau đó Kiều Ngạn tiêm dịch dinh dưỡng cho anh. Đôi lông mày tương tự lúc đầu cũng kém sắc hơn hẳn. Trong nhà hàng có chút ồn, Kiều Ngạn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Lợi dụng vị trí trung lập, Kiều Nguyên đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Bạch Thành Úc thì thào nói, bác sĩ Bạch, anh còn nhớ tôi không? Bạch Thành Úc thẫn thờ nhìn cậu, suy nghĩ một hồi cũng không nói lời nào. Nhìn phản ứng của Bạch Thành Úc, Kiều Nguyên có lẽ biết Kiều Ngạn đã làm gì với anh rồi. Khi Kiều Ngạn quay trở lại, hắn nhìn thấy Kiều Nguyên đang ngồi bên cạnh Bạch Thành Úc, trong lòng thoáng hiện lên một tia không hài lòng, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Ban đêm toàn thân đắm chìm trong dòng nước ấm lờ, Bạch Thành Úc nhắm mắt lại có chút buồn ngủ, nhưng lại bị Kiều Ngạn lăn lộn bắt phải tỉnh lại. Cậu ngồi trên đùi hắn, người gầy nhom cân nặng chẳng đáng nhắc tới nữa. Kiều Ngạn hiếm khi thô lỗ như vậy trong chuyện quan hệ, Bạch Thành Úc thở dốc đau đớn. Kiều Ngạn tìm kiếm ký ức quen thuộc trong anh, cắn lộ tai hỏi anh, em có thích tôi không? Trước kia hắn hỏi Bạch Thành Úc như vậy, Bạch Thành Úc đều sẽ cười nói đương nhiên là thích rồi. Chỉ là cách hiểu của hai người họ lại hoàn toàn khác nhau mà thôi. Bạch Thành Úc ngơ ngẩn không trả lời. Kiều Ngạn thô bạo nói thích. Bạch Thành Úc không trả lời. Kiều Ngạn nhắc lại mấy lần liên tiếp, nhưng Bạch Thành Úc lại không nói ra câu trả lời mà hắn muốn nghe. Trước đây, Bạch Thành Úc luôn dễ dàng nói rằng anh ấy thích người khác trước mặt hắn. Chính là muốn xuyên qua người này để tìm kiếm bóng dáng ai đó, vốn vẫn cùng một người. Kiều Ngạn muốn Bạch Thành Úc hoàn toàn thuộc về mình, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn khi chỉ chiếm hữu được thể xác của anh. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Mãi một lúc lâu mà vẫn không có được câu trả lời, Kiều Ngạn đã mất đi sự kiên nhẫn ban đầu vốn có. Bạch Thành Úc bị ăn đau, anh còn biết vươn tay đẩy Kiều Ngạn ra chút, nước trong bồn tắm sóng sánh. Bạch Thành Úc muốn đứng lên. Mấy ngày nay, cậu thực tập sinh trong công ty kia như có như không mà thể hiện tình cảm của cậu ta với Kiều Ngạn. Kiều Ngạn do dự một chút, cũng bởi vì người đó có nét giống Bạch Thành Úc thời đại học, đặc biệt là lúc cười rộ lên. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy giống Bạch Thành Úc?
Ngón tay Kiều Ngạn xoa nhẹ hai má Bạch Thành Úc, vì gầy quá nên cầm anh nhọn lại. Trên người không có nhiều da thịt, sờ vào còn có chút tê dại, hai hõm xương quai xanh càng trũng sâu, hơi nước ẩm ướt, làn da nhợt nhạt có sắc hồng hơn chút. Đã rất nhiều ngày rồi Bạch Thành Úc không nói chuyện. Khi Kiều Nguyên nằm viện, mọi việc trong công ty đều dồn hết cho Kiều Ngạn, thỉnh thoảng hắn lại đưa Bạch Thành Úc đến công ty. Những nhân viên đó biết rằng Bạch Thành Úc là nam sủng của hắn, sẽ cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận Kiều Ngạn. Cho dù có người tiếp cận hắn, Bạch Thành Úc cũng chỉ trầm lặng, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác. Nhưng lúc Kiều Ngạn ở cùng với đám bạn của hắn, hắn thậm chí còn phớt lờ Bạch Thành Úc. Khi ấy Bạch Thành Úc trông có vẻ rất cô đơn, cứ nhìn hắn mãi. Cậu thực tập sinh kia cũng không sợ Bạch Thành Úc. Khi cậu ta đi vào văn phòng đưa tài liệu cho hắn, cậu ta sẽ lấy lòng hỏi Kiều Ngạn hôm nay sau khi tan làm có rảnh không. Thấy Kiều Ngạn không từ chối quá rõ ràng, thậm chí cậu ta còn có mấy hành động mập mờ ám muội với hắn. Hôm đó, nhân viên thực tập ngồi trên đùi Kiều Ngạn hỏi, Kiều Tổng, anh ấy là ai? Tại sao ngày nào anh ấy cũng đến công ty với anh? Kiều Ngạn liếc nhìn Bạch Thành Úc, không nói gì. Tên thực tập sinh càng ngày càng kiêu ngạo, vươn tay vòng qua cổ Kiều Ngạn. Anh ấy hình như có bệnh, Kiều Tổng không thấy loại người này rất nhàm chán sao? Nghe thấy hai chữ có bệnh, Bạch Thành Úc cuộn mình lại trên chiếc ghế êm ái bên cạnh bàn làm việc. Trước đây, có người đã chặn anh trong hẻm, đấm đá và xúc phạm anh. Mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng từ vẻ chế giễu và khinh thường trên khuôn mặt của người thanh niên kia, anh biết rằng cậu ta đang có ý gì. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của anh, thực tập sinh kia càng cảm thấy khinh bỉ trong lòng, không biết tại sao Kiều Tổng lại thích loại người như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý của người chiến thắng. Nếu có thể leo lên người Kiều Ngạn thì cậu ta sẽ không bị người khác sai sự cả ngày. Hơn nữa Kiều Ngạn đẹp trai như vậy dù có được bao nuôi cùng không cảm thấy thua thiệt. Thấy động tác của tên kia càng ngày càng lớn mật, Bạch Thành Úc ngơ ngác đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh biết dù có che giấu như thế nào thì anh vẫn sẽ gây cản trở cho người khác. Anh và Kiều Ngạn đã đến công ty vài lần và anh biết cửa ở đâu. Kiều Ngạn lúc đầu chỉ giả vờ, muốn biết Bạch Thành Úc quan tâm mình đến mức nào, nhưng ngược lại cũng rất đáng khen. Bạch Thành Úc trực tiếp bước tới cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Kiều Ngạn đẩy người tên kia ra, nắm lấy bàn tay đang định vặn nắm cửa của Bạch Thành UEC với vẻ mặt thâm trầm. Không hề chuẩn bị trước, Bạch Thành Úc đã bị Kiều Ngạn xô ngã xuống đất. Tên kia nhìn thấy cảnh này cho rằng Kiều Ngạn đã chán nói chuyện với Bạch Thành Úc, muốn dạy cho Bạch Thành Úc một bài học. Nhưng giây tiếp theo, Kiều Ngạn lạnh lùng nhìn cậu ta, cút đi. Thực tập sinh kia không hiểu tính tình của Kiều Ngạn, thường thì Kiều Ngạn ở công ty khá dễ tính. Mấy ngày nay Kiều Ngạn cũng không từ chối ý lấy lòng của cậu ta. Thực tập sinh cười nói, Kiều Tổng đang nói với anh ta sao? Bạch Thành Úc chậm rãi chống hai tay, cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng lòng bàn tay bị sàn nhà cọ đến đỏ bừng. Anh nghĩ rằng Kiều Ngạn sẽ là sự cứu rỗi của mình, nhưng sau đó anh phát hiện ra Kiều Ngạn cũng chẳng khác đám người từng bắt nạt anh là bao. Kiều Ngạn sẽ không còn đối xử nhẹ nhàng với anh nữa, đôi khi còn lộ ra vẻ nóng nảy. Suy nghĩ của Bạch Thành Úc trở nên hạn hẹp, nhưng anh vẫn có thể nhận ra một số điểm khác biệt rõ ràng. Kiều Ngạn muốn anh cười, anh sẽ cười, nhưng cho dù anh có làm gì đi nữa, Kiều Ngạn cũng sẽ không hài lòng. Tên thực tập sinh kia tay vẫn bám vào người Kiều Ngạn, vẻ mặt Kiều Ngạn dần trở nên vặn vẹo khó chịu. Tôi bảo cậu cút ra ngoài, Kiều Ngạn lạnh lùng nói. Nụ cười trên khuôn mặt của nhân viên thực tập sinh đông cứng lại. Chúng ta không. Dường như đang có sự hiểu lầm gì đó phải không? Sự lạnh lùng trong mắt Kiều Ngạn khiến cậu ấn lạnh sống lưng. Cho dù cậu ta có ngu dốt đến đâu, cũng có thể thấy rằng đây không phải chuyện tầm thường. Thực tập sinh kia vội vàng rời khỏi văn phòng, trừng mắt nhìn Bạch Thành Úc một cái trước khi rời đi. Bạch Thành Úc vừa đứng dậy khỏi mặt đất, lập tức bị Kiều Ngạn ôm chặt lấy eo từ phía sau. Từ cửa chớp của văn phòng, có thể nhìn thấy rõ người qua lại bên ngoài. Kiều Ngạn vùi đầu vào cổ anh, cọ qua cọ lại làm Bạch Thành Úc thấy ngứa. Giọng điệu của Kiều Ngạn ngập tràn sự chán nản. Học trưởng, trước kia anh sẽ không đối xử với tôi như vậy. Hắn có thể để Bạch Thành Úc ở bên cạnh mình lâu dài, nhưng cái lâu dài này hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.
Trái tim Kiều Ngạn trống rỗng, dường như chỉ có thể lấp đầy sự trống trải trong lòng bằng cách không ngừng chiếm hữu người này. Kể cả những năm sau khi Bạch Thành Úc rời khỏi hắn, hắn cũng chưa từng có tâm trạng thấp thỏm như hiện tại. Lúc đó hắn nghĩ rằng khi tìm được Bạch Thành Úc, hắn sẽ không bao giờ để anh rời khỏi mình nữa. Bạch Thành Úc lúc trước còn có thể duỗi tay định đẩy hắn ra, nhưng sau đó cũng không còn bao nhiêu khí lực. Bạch Thành Úc nhìn hắn với đôi mắt hé mở, vẻ mặt không có biểu hiện gì là đang sung sướng, ngược lại còn xen lẫn chút đau đớn. Bạch Thành Úc thậm chí không thể nói lời từ chối hắn. Sau đó, Kiều Ngạn mới chợt nhận ra rằng gần đây, khi hắn đang nói chuyện với người kia, đối phương vẫn luôn trầm mặc và không hề lên tiếng trả lời hắn. Động tác của Kiều Ngạn nhẹ nhàng hơn, giọng nói rất đối dịu dàng, như sợ làm cho người trước mặt sợ hãi. Em có thể gọi tên tôi không? Đáp lại lời hắn chỉ có sự im lặng. Kiều Ngạn lại nói, gọi tên tôi Kiều Ngạn. Kiều Ngạn thích nghe Bạch Thành Úc gọi đầy đủ tên của hắn. Trong công ty, nhân viên sẽ gọi anh ấy là Kiều Tổng. Hầu hết mọi người xung quanh đều gọi hắn là Ngạn Ca hoặc Kiều Thiếu. Chỉ có Bạch Thành Úc gọi tên hắn mới mang theo sự gắn bó không xa cách. Nếu hắn bỏ bê Bạch Thành Úc 2 ngày, Bạch Thành Úc sẽ sốt ruột gọi điện cho hắn. Giọng điệu rụt rè như sợ làm phiền hắn vậy. Bạch Thành Úc sẽ hỏi, gần đây em bận lắm phải không? Đã mấy ngày nay anh không thấy em đâu. Bạch Thành Úc lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn, giống như không nghe thấy hắn đang nói gì. Đột nhiên, dường như có một cơn gió thoảng qua, Bạch Thành Úc cũng không trốn. Lực tay Kiều Ngạn rất lớn trên mu bàn tay dính máu, gạch ốp tường màu trắng đã loang lộ vết máu đỏ tươi. Bạch Thành Úc hơi kinh hãi, gương mặt tái mét đi, thân thể run lên, vẻ mặt Kiều Ngạn nặng nề, như thể một quyền tiếp theo sẽ giáng xuống. Bạch Thành Úc chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa như trước kia mặt người bắt nạt. Bạch Thành Úc chỉ còn lại chút sức lực yếu ớt. Anh nhìn Kiều Ngạn rời khỏi phòng, ngay sau đó một tiếng rầm vang lên. Khi Kiều Ngạn rời đi, hắn đã khóa trái cửa lại. Một lúc lâu sau, mọi thứ bên tai anh trở nên yên tĩnh lại. Bạch Thành Úc vẫn duy trì động tác ban đầu, lâu sau đó vẫn không nhúc nhích. Bình thường sau mỗi lần quan hệ, Kiều Ngạn sẽ kiên nhẫn giúp anh đơn giản tắm rửa sạch thân thể, sau đó mặc cho anh một bộ đồ ngủ lộ vừa vặn. Nhưng hôm nay, Kiều Ngạn lại bỏ đi. Bạch Thành Úc không biết phải làm gì, bước ra khỏi căn phòng tắm đầy hơi nước bằng đôi chân trần, cơ thể chằng chịt những dấu vết ái muội, chân rất đau và yếu ớt, đi trên mặt đất mà cứ như đang bước trên mây, vịn tay vào tường, sàn nhà tắm dính đầy nước, chưa kịp ra cửa thì được chân ngã, lòng bàn chân có vết bầm tím. Bạch Thành Úc đang trong cơn mê man, cả người rã rời, xấu hổ đứng dậy từ trên mặt đất, anh chỉ biết nằm xuống giường. Vết nước trên da khiến khăn trải giường ướt đẫm một khoảng nhỏ, cơ thể rất đau đớn. Khu biệt thự cũng không có bao nhiêu người ở, bên tai anh vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa. Hôm nay Kiều Ngạn đã giúp anh thay một bộ quần áo rất sang trọng và đắt tiền, gia đình đoàn tụ. Hôm nay là Tết đoàn viên sao? Bạch Thành Úc đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trước mặt còn có một cái chăn bông được gấp gọn gàng, nhưng anh không biết làm cách nào để đắp được nó. Trước đây dù có ở công ty có bận đến đâu, Kiều Ngạn cũng sẽ trở về nhà với anh. Kiều Ngạn khiến anh không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng bây giờ hắn cũng thấy chán anh rồi. Bạch Thành Úc hơi ngẩng đầu, liếc nhìn về phía cửa. Kiều Ngạn thật sự đã bỏ đi. Dù có ngốc đến đâu, anh vẫn sẽ biết thế nào là buồn bã. Bạch Thành Úc khẽ khép mi, vùi cằm vào đầu gối, hỗn loạn chìm vào giấc ngủ. Suốt một đêm, Kiều Ngạn cũng không quay trở về. Khi Bạch Thành Úc tỉnh lại, mí mắt anh nặng trĩu không mở ra được, toàn thân nóng bừng, cổ họng dường như bị xé rách ra. Lúc này Bạch Thành Úc mới hoảng hốt nhận ra rằng Kiều Ngạn có lẽ thực sự không cần anh nữa. Kiều Ngạn lái xe rời khỏi biệt thự, mở cửa sổ xe, luồng không khí lạnh lẽo của ban đêm tràn vào trong xe, nhưng hắn không thể dập tắt ngọn lửa mà mình thắp lên. Trong mắt người ngoài, hắn trông nổi bật và rất có khí chất. Trước đây hắn gần như là nổi nhất trường. Xung quanh có rất nhiều người thích hắn, cũng có những cô gái dám bày tỏ tình cảm với Kiều Ngạn. Nhưng thứ tình yêu đó quá hời hợt, hắn thường thấy những cô gái đó thể hiện tình cảm với một chàng trai khác trông rất ngu ngốc và phô trương.
nhưng bên ngoài thì hắn chẳng khác gì những người bình thường, thậm chí còn ưu tú hơn họ. Bạch Thành Úc đã bỏ trốn khỏi hắn rất nhiều lần. Lần đầu tiên anh rời đi là khi hắn nghĩ rằng đối phương đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Dưới sự ép buộc của hắn, Bạch Thành Úc đã chia tay bạn gái, tinh thần sa sút mất mấy ngày, sau đó dường như anh đã hiểu ra và không còn bài xích với những tiếp xúc thân mật của hắn nữa. Tối hôm đó, hắn đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại nhà. Bạch Thành Úc đang mặc quần áo của hắn, kích thước hơi lớn, nhưng hắn chỉ thích nhìn Bạch Thành Úc được vây quanh bởi mùi hương của mình. Hắn nói, học trưởng, chúng ta như bây giờ, hẳn là xem như đang hẹn hò phải không? Bạch Thành Úc cũng không phủ nhận, sắc mặt hơi co rúm, dường như nhận ra ánh mắt của hắn đang đặt trên người mình, liền cười tủm tỉm. Ừ, anh đã từng đi hẹn hò với cô ta chưa? Kiều Ngạn cố ý hỏi. Bạch Thành Úc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau 2 giây, anh nói, mọi chuyện đã kết thúc, tôi với cô ấy đã chia tay từ lâu rồi. Câu trả lời này làm Kiều Ngạn rất hài lòng. Tâm trạng Bạch Thành Úc có vẻ khá tốt, không có vết xe đậu lúc trước. Hai người trở nên hưng phấn sau khi uống vài ly rượu đỏ. Không biết ai đã chủ động trước, thân thể Bạch Thành Úc áp vào cánh hoa hồng rải rác trên bàn ăn, hay có nến đỏ rực lửa, những giọt sáng từ ánh đèn nền đáp xuống làn da trắng nõn. Như hiến tế thần Phật, Bạch Thành Úc chủ động tách hai chân ra với Kiều Ngạn. Mấy ngày nay, Kiều Ngạn không bắt anh nhốt lại trong phòng nữa. Như thể thời gian quay về quá khứ, bọn họ dường như không thể tách rời. Khi anh ngoan ngoãn phục tùng hơn, Kiều Ngạn sẽ buông lỏng phòng bị. Cánh hoa hồng rải rác bên cạnh khiến nước da của anh càng thêm xinh đẹp. Có lẽ vì anh ngoan ngoãn nghe theo nên Kiều Ngạn không trực tiếp xé xác anh như trước, mà rất kiên nhẫn làm bước dạo đầu. Bạch Thành Úc cũng lộ ra vài phần vui thích. Lúc động tình, Kiều Ngạn sẽ ôm anh vào lòng và thì thầm vào tai anh rằng, chờ tôi tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Nghe thấy lời Kiều Ngạn nói như vậy, Bạch Thành Úc trong lòng đánh cái rùng mình. Anh quả thật muốn lập gia đình với người khác, nhưng người kia tuyệt đối không phải Kiều Ngạn. Bạch Thành Úc lại trả lời. Kiều Ngạn nâng cầm anh lên, đôi môi ướt át hôn lên môi anh. Bạch Thành Úc khẽ nhắm mắt lại, phối hợp với động tác của đối phương. Cuối cùng hai tay Kiều Ngạn ôm chặt eo anh, khuôn mặt vùi vào cổ Bạch Thành Úc, nói với anh rằng, tôi yêu em. Bạch Thành Úc không cảm thấy một chút vui mừng nào. Trong đêm tối Kiều Ngạn không nhìn thấy, vẻ mặt chỉ có nỗi buồn. Kiều Ngạn nói gì, anh cũng sẽ trả lời theo ý hắn. Bởi vì anh chủ động, Kiều An không ngừng phát tiết lên anh, sau đó bế anh đi tắm rửa. Trước khi đi ngủ, Bạch Thành Úc nhìn Kiều Ngạn uống một ngụm nước. Bạch Thành Úc nhắm mắt lại, Kiều Ngạn đưa tay ôm eo anh, hơi nhõm dậy hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói, ngủ ngon. Kiều Ngạn thấy yên tâm hơn, sau khi xác định tình cảm và mối quan hệ của mình với Bạch Thành Úc, cảm xúc của hắn bình tĩnh lại rất nhiều. Không lâu sau, Bạch Thành Úc đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Kiều Ngạn bên tai mình. Anh khẽ gọi, người kia ngủ rất say. Trước đây Kiều Ngạn sẽ khóa cổ chân anh lại bằng những sợi dây xích mỏng manh, nhưng hôm nay thì không. Bạch Thành Úc nhẹ nhàng gạt chăn bông ra, dè dặt nói, Ngạn, em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói với em. Kiều Ngạn không có động tĩnh gì, tìm thấy điện thoại của Kiều Ngạn ở cạnh giường. Anh tắt máy, sau đó bước xuống giường với đôi chân trần. Quần áo đã bị Kiều Ngạn vứt đi từ lâu. Anh chạy ra khỏi nhà, mặc quần áo mỏng manh. Khi chạy ra ngoài chỉ có một đôi dép lê trên chân, thấy trong ví có chứng minh thư và thẻ ngân hàng, anh một chút cũng không dám nán lại lâu. Anh đã bỏ thuốc ngủ vào nước mà Kiều Ngạn uống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai khi Kiều Ngạn tỉnh lại, anh đã bỏ đi rồi. Sau đó Bạch Thành Úc mới chuyển đến thành phố L, anh cho rằng cuộc sống của mình sẽ ổn định. Khi Kiều Ngạn mở mắt ra, trời đã sáng, hắn vô thức vươn tay muốn ôm người bên cạnh. Nhưng bên cạnh trống không, người bên cạnh đã biến mất từ lâu. Kiều Ngạn cầm lấy điện thoại trên đầu giường, sau khi bật lên thì thấy thời gian là 11:20, có mấy cuộc gọi nhỡ, điện thoại Bạch Thành Vũ đã tắt máy, hắn gọi điện hỏi mấy người Bạch Thành Úc quen biết, mọi người, không ai biết Bạch Thành Úc đã đi đâu. Bạch Thành Úc thật sự đã rời đi. Rõ ràng đêm qua, cả hai đã bày tỏ nỗi lòng với nhau. Hắn nhìn bên gối trống rỗng với đôi mắt lạnh thấu xương. Từ đó,
hắn đã suy nghĩ kỹ làm sao để đối phương mãi bên mình. Nhưng khi đã thực hiện được, hắn thậm chí vẫn không biết mình muốn gì. Bạch Thành Úc vẫn duy trì tư thế gập cong người, làn da kém sắc bệnh tật, Kiều Nguyên vươn tay, giống như bị thiêu đốt gây đau đớn, hai bên xương bướm trên lưng hơi gồ lên, một vẻ đẹp bệnh hoạn sắp tàn lụi. Sáng nay Kiều Nguyên đến công ty, cậu nhìn thấy tên thực tập sinh mới kia đang ở trong văn phòng của Kiều Ngạn, sau đó cậu mới biết rằng đã đưa tên kia lên làm trợ lý của hắn. Dù có những điểm giống nhau về đường nét khuôn mặt, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết hai người họ hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của Kiều Ngạn hôm nay không được tốt lắm. Chính xác mà nói, Kiều Ngạn hiếm khi bộc lộ rõ vẻ hài lòng một cách thẳng thắn như vậy. Kiều Nguyên nghĩ đến Bạch Thành Úc nên đã đến khu biệt thự của Kiều Ngạn. Ngày hôm qua lúc gặp nhau ở nhà hàng, từ lời nói cho đến cử chỉ hành động của Bạch Thành Úc, quả nhiên anh ấy khác hẳn người bình thường. Phản ứng của Bạch Thành Úc trở nên vô cùng chậm chạp, cho dù cậu có ngồi lại nói chuyện với anh, cũng phải mất một lúc lâu, đối phương mới hơi quay đầu lại ngơ ngác nhìn cậu. Từ trong mắt, đã nhìn không dương quang sáng rọi như trước kia nữa. Khi cậu nằm viện, Bạch Thành Úc đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Trước đây cậu còn nghĩ rằng một người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ có một gia đình khá hạnh phúc, nhưng sau này cậu mới biết Bạch Thành Úc vẫn luôn độc thân. Khi họ gặp lại nhau, Bạch Thành Úc và Kiều Ngạn đã xác nhận quan hệ. Hai người đã sống cùng nhau. Trước đây Kiều Ngạn từng nói với cậu rằng Bạch Thành Úc sẽ là chị dâu của cậu và họ sẽ sớm tổ chức lễ thành hôn. Kiều Nguyên nhỏ giọng gọi một tiếng, bác sĩ Bạch. Người trước mặt không đáp lại, trên da trần cũng có thể nhìn thấy những vết bầm tím lớn. Nhưng khi Kiều Nguyên cởi áo ra nhìn thử, cậu không ngừng hít khí lạnh. Trong ấn tượng của cậu, Bạch Thành Úc là một người rất tử tế. Ít khi nào thấy anh phải chật vật, anh luôn mặc một chiếc áo blues trắng rất gọn gàng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Kiều Nguyên đi tới tủ tìm một bộ quần áo vừa vặn cho Bạch Thành Úc mặc vào. Khi ngón tay lỡ chạm phải vết bầm tím trên người anh, thân thể Bạch Thành Úc khẽ rung lên. Hiện giờ tiết trời đã lập thu, nhiệt độ không thể coi là ấm áp. Kiều Ngạn thực sự bỏ rơi Bạch Thành Úc, trực tiếp đến công ty. Cả người anh nóng đến như vậy rồi. E rằng tối hôm qua Kiều Ngạn không ở nhà. Cứ như vậy mà vẫn còn muốn kết hôn với Bạch Thành Úc. Trước đây, cậu còn cho rằng Kiều Ngạn ít nhất cũng biết quan tâm đến Bạch Thành Úc. Nhưng bây giờ có vẻ như Kiều Ngạn ích kỷ muốn trói Bạch Thành Úc ở bên mình. Bạch Thành Úc đau đớn vì lỡ chạm phải vết thương mà anh bị ngã đêm qua. Anh cố gắng mở mắt ra, môi khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Kiều Nguyên rót cho anh một cốc nước rồi kề nó bên môi anh. Sau khi Bạch Thành Úc uống hết nước, cổ họng anh cảm thấy tốt hơn một chút. Chỉ là tất cả mọi người ngoại trừ Kiều Ngạn ra anh đều cảm thấy xa lạ. Nhìn thấy người lạ vào nhà, Bạch Thành Úc sợ hãi co rúm người lại. Bác sĩ Bạch, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay. Kiều Nguyên khẽ an ủi anh. Bạch Thành Úc nghe không hiểu người kia đang nói gì. Nhìn thấy phản ứng Bạch Thành Úc, Kiều Nguyên cau mày. Không bao lâu sau, Bạch Thành Úc lại chìm vào giấc ngủ. So với người trong trí nhớ của mình, nếu Kiều Nguyên không phải đã sớm quen biết anh, e rằng lúc này cậu sẽ không nhận ra nổi đây là Bạch Thành Úc. Bạch Thành UAC gầy đến mức không thể mặc vừa quần áo, trên người hầu như không có bao nhiêu da thịt, không còn phong độ như trước nữa. Khi gặp người khác cũng không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí anh còn không thể nói trôi chảy được một câu. Kiều Nguyên đưa Bạch Thành Úc đến bệnh viện, suy xét đến thể diện của Bạch Thành Úc. Cậu không đưa anh đến bệnh viện trước đây anh công tác, nhưng Bạch Thành Úc đã làm việc ở một trong những bệnh viện hàng đầu ở thành phố L vào 7 năm trước, rất dễ dàng gặp phải những người quen. Đó là một y tá khá trẻ đang truyền dịch cho Bạch Thành Úc, nhìn thấy anh đã trở nên như vậy. Nhìn Kiều Nguyên hỏi, vì sao bác sĩ Bạch lại ra nông nỗi này? Mặc dù đã mặc áo len cao cổ nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn trên đó, từng là một người nổi tiếng trong các bệnh viện lớn, nhưng bây giờ như phải chịu cực hình tra tấn, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Kiều Nguyên trầm mặc 2 giây, nói, trước đây anh ấy bị bệnh, chuyện này mong cô không truyền ra bên ngoài. Y tá vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, đáp, đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ không truyền ra ngoài, nhưng bệnh quá nghiêm trọng. Anh ấy nghỉ việc vì căn bệnh này, đúng không? Ừ. Kiều Nguyên cũng không muốn nói cho người khác biết là ai đã gây ra chuyện này. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Kiều Nguyên lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị người gọi là Kiều Ngạn. Tối hôm qua lúc hắn rời là khi hắn rất tức giận. Bây giờ Bạch Thành Úc sẽ không nói những gì hắn muốn nghe, và hắn cũng không còn lưu luyến gì với anh nữa, giống như một món đồ bị vứt bỏ khi chủ nhân không còn thấy hứng thú nữa. Cho dù đến người khác đứng trước mặt, thì anh vẫn rất lãnh đạm không phản ứng lại. Anh sẽ không nói mấy lời nếu giữ người ta lại nữa, thậm chí còn muốn rời khỏi phòng làm việc, nhường chỗ cho người khác. Nhận thức này khiến lòng ngực hắn như có lửa đốt. Buổi sáng, hắn yêu cầu bộ phận nhân sự điều chuyển giờ thực tập sinh đến làm trợ lý cho hắn. Tên kia sẽ chủ động lấy lòng hắn, nói những điều hắn muốn nghe Bạch Thành Úc nói. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hắn lái xe trở về nhà, phát hiện ổ khóa phòng ngủ đã mở từ lâu. Ổ khóa không có dấu hiệu hư hỏng. Hắn tìm quanh phòng, người trong phòng đã biến mất. Căn biệt thự này chỉ có Kiều Nguyên mới có chìa khóa dự phòng. Nghĩ đến lúc hắn vừa ra ngoài nghe điện thoại ngày hôm qua, Kiều Nguyên ngồi bên cạnh Bạch Thành Úc. Bạch Thành Úc còn tỏ ra như quen biết với Kiều Nguyên từ trước. Vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống, hắn trở nên nôn nóng bất an ngay cả khi gọi cho Kiều Nguyên. Quả nhiên, hắn vẫn phải trông chừng Bạch Thành Úc mọi lúc. Nếu hắn buông lỏng một chút, người kia ngay lập tức sẽ rời bỏ hắn. Hắn nhớ rõ từng món đồ thuộc về Bạch Thành Úc nằm trên giường. Trong tủ còn thiếu mất một cái áo len và một cái quần ngủ màu xanh. Bạch Thành Úc bỏ lại đống quần áo này, vậy ai đã thay chúng cho anh? Kiều Ngạn gọi điện thoại qua vài chục giây, cô gọi được bên kia chấp nhận. Tay còn lại của Kiều Ngạn nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng hỏi, em ấy đang ở cùng em phải không? Kiều Nguyên đang do dự, không biết Bạch Thành Úc và Kiều Ngạn đã xảy ra chuyện gì. Nếu là quan hệ bình thường thì nhất định sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ thái độ của Kiều Ngạn đối với Bạch Thành Úc rất không bình thường. Thấy người bên kia không trả lời, Kiều Ngạn lặp lại, Kiều Nguyên, em ấy đang ở cùng em sao? Trước đây, khi Kiều Ngạn nói chuyện với cậu, Kiều Nguyên sẽ không dùng giọng điệu lãnh đạm như đang chất vấn, đánh giá thái độ của Kiều Ngạn. Đối phương quan tâm đến Bạch Thành Úc. Nhưng nếu hắn quan tâm, vậy tại sao lại biến người ta thành bộ dạng như hiện tại? Kiều Ngạn ngày càng trở nên nóng nảy. Mối quan hệ giữa Kiều Nguyên và Bạch Thành Úc khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn nên là người đối xử với Bạch Thành Úc tốt nhất. Từ khi nào mà xung quanh hắn lại tồn tại những kẻ dám vượt mặt hắn, đánh cắp sự chú ý của Bạch Thành Úc? Trong quá khứ đột nhiên xuất hiện một người con gái, cô ta sẽ tự tay làm bánh ngọt cho Bạch Thành Úc. Chính vì điều này mà sau đó họ đã yêu nhau rồi gạt bỏ hắn sang một bên. Người nằm trên giường bệnh tĩnh lặng không có tiếng động nào, chất lỏng trong suốt dọc theo ống truyền dịch đến đầu kim tiêm ghim trên mu bàn tay, ngón tay phủ một lớp chai mỏng, yếu ớt mà buông thõng bên cạnh giường bệnh. Bạch Thành Úc lúc đầu ngồi trong phòng mặc áo blues trắng, hễ có bệnh nhân đến khám, Bạch Thành Úc cũng dùng bàn tay này để ghi lại tình trạng bệnh, không giống như những bác sĩ khác. Anh luôn nở một nụ cười nhạt, trò chuyện với bệnh nhân. Kiều Nguyên nói, hai người thực sự đang hẹn hò sao? Nếu vậy, tại sao khi em chạy tới, cả người anh ấy nóng bừng bừng, thậm chí còn không mặc quần áo? Em nhớ lần cuối cùng em đến nhà anh ấy vẫn chưa đến mức đó, vừa rồi y tá kia hỏi em, vì sao bác sĩ Bạch lại thành ra như vậy? Em nói với cô ấy là do căn bệnh trước đó, nhưng anh nên biết vì sao anh ấy lại trở thành bộ dạng như hiện tại. Thậm chí anh ấy cũng không còn ý thức của một con người nữa. Em ấy bị bệnh sao? Tối qua lúc hắn bỏ đi, Bạch Thành yêu AC vẫn ổn. Anh chỉ sợ hãi cùng mình trong góc, làm sao lại đột nhiên bị bệnh? Anh, rốt cuộc là anh thích anh ấy, hay là anh muốn hại chết anh ấy vậy? Đương nhiên là thích. Khi nói ra lời này, hắn vẫn có chút do dự. Bạch Thành Vũ trở thành một con rối không có tính tự giác và chính kiến của bản thân như hiện tại, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời người khác là do hắn mà ra. Hắn bất an đứng dậy, tay nắm chặt điện thoại. Người bên kia điện thoại không trả lời hắn nữa, vẻ mặt Kiều Ngạn bộc lộ rõ sự sốt ruột. Kiều Nguyên dừng lại vài giây trước khi nói, anh nên suy nghĩ cho kỹ xem tình cảm mình dành cho anh ấy có phải là tình yêu hay không. Nếu anh thực sự muốn ở bên anh ấy, tại sao anh lại tìm người khác ở công ty, biến anh ấy thành bộ dạng như hiện tại rồi lại bỏ mặc anh ấy ở trong nhà một mình cả đêm? Kiều Ngạn nhíu mày, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi,
nói cho anh biết em ấy đang ở đâu. Kiều Ngạn rất kiên nhẫn trong những chuyện khác, nhưng hiện tại hắn lại rất sốt ruột. Kiều Nguyên mấy lần không nói cho hắn biết vị trí chính xác, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi cho tài xế của Kiều Nguyên. Mặc dù hắn nhận ra rằng mình đã làm sai ở một số chuyện, nhưng hắn không thích chuyện cá nhân của mình bị Kiều Nguyên can thiệp. Kiều Nguyên và Bạch Thành Úc dường như đã biết nhau từ lâu, vậy cậu lấy tư cách gì để quan tâm đến em ấy? Sau khi biết địa chỉ từ tài xế, Kiều Ngạn đã trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Đi đến từng khu một là không thiết thực, Kiều Ngạn thản nhiên hỏi một y tá đi ngang qua hành lang, xin chào, cho tôi hỏi bệnh nhân sốt cao thường nằm ở khu nào? Kiều Ngạn rất đàng hoàng trước mặt người ngoài, nét mặt rất đẹp trai, hắn chưa thay bộ vest đắt tiền lúc đi làm ra, mái tóc ngắn chảy ngược. Dù vẻ mặt biểu lộ ra hắn rất lo lắng, nhưng hắn đã cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại. Hai má y tá hơi đỏ lên, anh có biết tên bệnh nhân là gì không? Nghe thấy lời nói của Kiều Ngạn, vẻ ngượng ngùng trên mặt y tá biến thành một loại cảm xúc lẫn lộn khác. Cô ấy hỏi hắn, anh là bạn của bác sĩ Bạch có phải không? Chính là như vậy, Kiều Ngạn nói, hắn chuẩn bị nói rằng mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn cả bạn bè. Y tá lại nói, bác sĩ Bạch mắc phải bệnh gì trong khoảng thời gian này vậy? Lúc tôi truyền dịch thì thấy cánh tay của anh ấy đều bầm tím. Có phải anh ấy xảy ra mâu thuẫn với ai đó không? Kiều Ngạn hơi nhíu mày. Y tá rất tức giận nói, hãy nhìn xem bác sĩ Bạch đã thành cái dạng gì rồi. Đã từng có rất nhiều y tá thích anh ấy lúc anh còn công tác ở bệnh viện. Có người nói với tôi rằng anh ấy bị bệnh. Tôi thậm chí còn tưởng rằng anh ấy phải chịu tra tấn nào đó. 3201, y tá báo số phòng rồi lại chuẩn bị nói gì đó. Nhưng thấy Kiều Ngạn đã rời đi, cũng không có ý định nói chuyện với cô ấy nữa. Sắc mặt không dễ coi cho lắm, ít nhất người khác cũng biết được quan hệ giữa hắn và Bạch Thành Úc. Bọn con trai ở cùng ký túc xá với anh cũng không dám coi Bạch Thành Úc là chân sai vặt. Chỉ vì lúc đó, tất cả đều biết rằng hắn là bạn của Bạch Thành Úc. Chỉ vì muốn đưa cho hắn một chiếc ô, đôi giày thể thao màu trắng duy nhất của anh ướt sũng nước. Vì vậy hắn đã tặng một đôi giày mới cho Bạch Thành Úc, nói với anh rằng đôi giày này được mua ở cửa hàng. Nếu anh không nhận, hắn chỉ có thể vứt đi. Vì vậy Bạch Thành Úc sẽ nhận nó. Vì lý do này, hắn đã tặng Bạch Thành Úc rất nhiều quà. Ban đầu, Bạch Thành Úc sẽ nhận nó. Nhưng sau đó vì nghe được tin đồn ở đâu đó, anh lại không nhận quà của hắn nữa. Tại sao bây giờ ở trong miệng của người khác, hắn lại trở thành người ngược đãi Bạch Thành Úc? Kiều Ngạn không đồng tình với ý nghĩ này. Kiều Ngạn tìm được khu Bạch Thành Úc đang nằm, đẩy cửa vào, nhìn thấy một bóng người yên lặng nằm trên giường bệnh, trong lòng cũng giảm bớt một chút nóng nảy. Chỉ là hắn lại nhìn thấy Kiều Nguyên ngồi bên cạnh giường bệnh, hắn cảm thấy rất khó chịu. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, em có thể đi, Kiều Ngạn nói thẳng. Còn lần sau thì sao? Kiều Nguyên hỏi. Kiều Ngạn nghi ngờ nhìn cậu, hắn ủ rũ nói, đương nhiên sẽ không có lần sau. Anh không nên khiến anh ấy trở thành như hiện tại, để anh ấy không thể rời xa anh, mà anh lại đi tìm người khác. Khi Kiều Nguyên chạy vào phòng ngủ, Bạch Thành Úc cũng rụt rè và muốn né tránh cậu. Anh muốn tránh xa tất cả những người khác, nhưng lúc đó Kiều Ngạn đang ở văn phòng công ty. Hắn muốn né tránh Bạch Thành Úc. Kiều Ngạn hầu như không bao giờ tức giận trước mặt Kiều Nguyên. Hai người cũng hiếm khi cãi nhau. Thậm chí Kiều Thành Minh còn bình tĩnh chấp nhận lời khuyên của cậu. Kiều Nguyên không có nhiều tham vọng. Những năm tháng phiêu bạt với những sóng gió bên ngoài khiến Kiều Nguyên dễ dàng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bạch Thành Úc nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Anh không còn tỉnh táo như trước nữa. Khi nhìn thấy Kiều Ngạn đi tới, anh duỗi tay phải ra, không quan tâm đến mu bàn tay mình còn đang cắm kim truyền dịch. Anh chỉ nhận ra mũi Kiều Ngạn. Máu chạy tí tách chảy ra từ mu bàn tay. Kiều Ngạn vội vàng nói, đừng nhúc nhích. Nhưng không thể tránh khỏi kim truyền dịch bị rút ra. Kiều Nguyên mím chặt môi mỏng, không xen vào. Cậu đi ra ngoài gọi y tá. Trên tay anh có một vết bầm tím, bên cạnh còn dấu vết của tối hôm qua. Kiều Ngạn nhớ rằng khi hắn rời đi vào đêm qua, trên cánh tay của Bạch Thành Úc không có vết máu bầm bầy. Y tá thấy Bạch Thành Úc tỉnh lại khi thay kim cho anh. Cô hỏi, bác sĩ Bạch, gần đây anh gặp phải chuyện gì sao? Không biết từ khi nào,
Cho dù có người chủ động nói chuyện với Bạch Thành Úc, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là do Kiều Ngạn lần trước đưa anh đến công ty, có một nữ nhân viên trẻ tuổi hỏi anh một câu. Kiều Ngạn thấy vậy lập tức kéo anh vào văn phòng rồi đóng cửa lại. Anh có thể thấy rõ những nhân viên đi ngang qua cửa chớp, thậm chí còn có thể nghe thấy một vài cuộc trò chuyện tế nhị. Một tay còn của hắn đặt trên eo anh chỉ hơi nhúc nhích một chút, sẽ bị đè lại ngay. Anh mơ hồ nhận ra Kiều Ngạn không muốn người khác đến gần mình. Đến nỗi khi y tá nói chuyện với anh, theo phản xạ, anh nghĩ đến ký ức đau đớn khắp người. Anh thu mình vào trong vòng tay của Kiều Ngạn, đôi mắt rũ xuống không nhìn khi y tá cắm lại kim vào cổ tay. Bạch Thừa Vũ cũng rụt tay lại, dáng vẻ rụt rè. Bác sĩ Bạch, y tá gọi. Kiều An nhẹ giọng dỗ dành, để cô ấy truyền dịch cho em, nếu không em sẽ không khỏi bệnh được. Hai má của Bạch Thành Úc đỏ lên, không còn là khuôn mặt tái nhợt bệnh tật nữa. Anh nằm yên trong vòng tay Kiều Ngạn. Anh không thể nhận ra rằng y tá kia đang nhìn mình một cách kinh ngạc và dò xét như thế nào. Phát hiện ra thái độ của Bạch Thành Úc đối với Kiều Ngạn, cái cao mày của Kiều Nguyên không hề buông lỏng, nói, công ty còn có việc phải làm, em đi trước. Kiều Ngạn vẫn im lặng. Khi y tá rời đi, cậu bước đến gần Kiều Ngạn và nói, bác sĩ Bạch là một người rất tốt, nếu anh thực sự muốn ở bên anh ấy, đừng dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như trước nữa. Nghĩ mà xem, giờ anh ấy trở thành bộ dạng này, thậm chí còn không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Anh có hài lòng không? Tim Kiều Ngạn trùng xuống. Bạch Thành Úc ngoan ngoãn của người rút vào trong ngực hắn. Nếu như muốn tiếp xúc với người khác thì trước tiên phải nhận được sự đồng ý của hắn. Nếu anh bỏ đi, cậu sẽ chẳng khác gì một kẻ ngốc, thậm chí còn không đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân. Kiều Ngạn rất khó chịu. Nhưng hắn lại không biết hắn khó chịu là do Kiều Nguyên đã nhắc tới chuyện này, hay vì Bạch Thành Úc đã trở thành dáng vẻ hắn muốn, hay là do chính bản thân hắn. Khi Kiều Nguyên đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời nổi giông bão, mây đen lấp kín vùng trời. Một lúc sau, mưa ào ạt đổ xuống, trong sảnh bệnh viện cũng có rất nhiều người. Kiều Nguyên hơi lạnh sống lưng, kéo áo khoác che kín người. Người trong đại sảnh đều mặc áo len hoặc áo khoác dày. Vào đầu mùa thu mấy năm trước, cậu cũng thường đến bệnh viện, có khi là thăm mẹ, có khi là vì Ninh Tu Viễn. Quanh đi quẩn lại, thời gian đã trôi qua. Gió thu bên ngoài xào xạc lá cây rơi đầy trên mặt đất, lá vàng héo úa trải đầy đường. Kiều Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một lúc sau vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa. Cậu định gọi tài xế, nhờ người mang ô tới. Nhưng có một người đàn ông đi ngang qua và nói với cậu, cậu muốn đi ra ngoài sao? Thật là tình cờ nên hôm nay tôi mang thêm một chiếc ô, cậu có thể dùng nó. Người đàn ông trông rất bình thường và không có điểm khác biệt nào khi lẫn trong đám đông. Có rất nhiều người đứng trong đại sảnh, nhưng người đàn ông này lại đưa ô cho cậu. Kiều Nguyên ngạc nhiên, cảm ơn, anh có thể đưa ô cho những người thật sự cần thiết. Tôi đã nhờ tài xế đem ô tới rồi. Cậu gọi điện thoại cho tài xế. Người đàn ông không nói thêm được gì nên chỉ có thể cầm ô về. Chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Vào ngày Tết Trung Thu, cậu từ khách sạn bước ra, gặp một cô bé bán hoa đứng trước cửa. Cô bé đưa cho cậu cả một giỏ hồng trên tay. Khi cậu định trả tiền thì cô bé đã chạy đi rất xa. Kiều Nguyên thực sự không phải là người hay nghi ngờ, chỉ là có rất nhiều sự trùng hợp xảy đến. Bão hướng Tây chưa bao giờ ngừng, Kiều Nguyên đã ra ngoài vào buổi sáng và đọc được dự báo thời tiết. Nghe nói hôm nay trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 23 độ, cậu cũng không mặc thêm áo khoác. Trong văn phòng có máy sưởi nên không cảm thấy lạnh. Khi ra khỏi công ty rồi thì gió lạnh lập tức xối vào người. Có người thấy cậu lạnh, chạy tới tìm lý do đưa cho cậu một cái áo khoác mát nhãn hàng nổi tiếng. Kiều Nguyên không nhận, nhưng vẻ mặt thì rất âm trầm. Là Ninh Tu Viễn bảo anh đưa nó cho tôi sao? Kiều Nguyên hỏi người kia. Người đó ngập ngừng nói, tôi không biết cậu đang nói gì. Vì cậu không muốn nên hãy quên nó đi. Nếu không phải Ninh Tu Viễn, thì làm gì còn ai có thể dành cả ngày như không có việc gì làm đặt hết tâm tư lên người cậu chứ? Cậu hiểu rất rõ. Cho tôi số điện thoại của hắn, Kiều Nguyên nói. Người đàn ông rất do dự. Sau cùng, Ninh Tổng đã căn dặn rằng ngoài việc bảo vệ sự an toàn của Kiều Nguyên, anh ta còn phải bí mật chăm sóc cho cậu nữa. Nếu anh không muốn đưa nó cho tôi,
thì hãy nói với hắn rằng tôi sẽ đợi hắn ở Cha Đinh. Có lẽ lần trước cậu từ chối hắn chưa đủ rõ ràng. Tuy nhiên, khi Ninh Tu Viễn nhận được tin đó, hắn lại kích động ôm Ninh Mặc vào lòng rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng 4-5 lần. Biểu cảm bị hôn của Ninh Mặc còn khó coi hơn cả khóc. Đáp đi! Ninh Mặc nhà con robot mà nhóc đã tháo rời ra, nhờ Ninh Tu Viễn giúp nhóc lắp nó lại. Ninh Tu Viễn cầm lấy người máy trong tay, nghiêm túc ghép nó lại với nhau, ân cần nói, Đác đi lắp cho con rồi. Con hôn Đác đi một cái được không nào? Ninh Tu Viễn tâm trạng tốt sẽ đáp ứng yêu cầu của nhóc. Một khi Ninh Tu Viễn quay lại với khuôn mặt lạnh lùng, chiếc xe được khiển từ xa nhóc đang chơi hết pin nên đã gọi điện cho Đác đi mấy lần. Cuối cùng Ninh Tu Viễn nhướng mày nói với nhóc rằng nhóc lớn rồi, không thể cứ tìm Đác đi mãi chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ninh Mặc hừ hừ hai tiếng, sau khi Ninh Tu Viễn giúp nhóc lắp ráp xong người máy, Bảo Bảo liền cầm nó đi sang bên cạnh chơi. Ngược lại, Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống, đưa mặt tới gần Ninh Mặc, hôn Đác đi cái nào. Ninh Mặc rốt cuộc không còn cách nào khác, đành phải nghiêng mặt nhỏ nhắn của mình về phía trước, vẻ mặt phức tạp. Sau khi hôn Đác đi xong, nhóc cảm thấy mình không còn trong sạch nữa. Vui quá đi mất, Ninh Tu Viễn vui vẻ cười nói. Ngay cả với thời tiết ảm đạm bên ngoài, hắn cũng cảm thấy u ám. Từ sau khi rời đi lần trước, tâm trạng Kiều Nguyên rất kém. Khi biết Kiều Nguyên vứt đi chiếc bánh trung thu mà mình tặng, hắn không ăn gì những một ngày trời. Sau đó Ninh Tu Viễn mới biết rằng tình cảm ban đầu Sầm Lễ dành cho mình ra sao. Cái gọi là tình yêu chia lìa chẳng qua chỉ là bong bóng hư ảo mà thôi. Bảo mẫu ở nhà chăm sóc cho Ninh Mặc, Ninh Tu Viễn một mình đến chỗ hẹn. Trước khi đi, Ninh Tu Viễn đã soi gương không dưới 10 lần, cho đến khi chắc chắn rằng người đàn ông trong gương đẹp trai vô song mới tự tin bước ra ngoài. Hắn vẫn rất tự tin vào ngoại hình của mình, ít nhất thời còn ở trong trường. Hắn không nổi tiếng vì gia cảnh xuất sắc, trên diễn đàn cũng có người viết bài về hắn, đặt ảnh đời thường của hắn lên. Khi Ninh Tu Viễn đến, Kiều Nguyên đã ngồi đợi hắn. Kiều Nguyên rũ mi rồi ngẩng đầu nhìn hắn đi tới. Ninh Tu Viễn mỉm cười lấy lòng, hôm nay thời tiết không tệ. Kiều Nguyên không trả lời. Sau khi Ninh Tu Viễn ngồi vào chỗ, người phục vụ bắt đầu dọn món ăn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tu Viễn có một ảo tưởng tuyệt vời, ví dụ như đang hẹn hò với Kiều Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Nguyên chủ động hẹn hắn. Chỉ là ánh mắt quá mức lãnh đạm của Kiều Nguyên khiến hắn đột ngột buông xuống sự mong đợi trên mặt, sau đó giả vờ bình tĩnh mà gằn giọng hai lần. Kiều Nguyên, em gọi tôi tới đây có chuyện gì sao? Ví dụ như em nhớ tôi và muốn gặp tôi. Ngón tay mạnh khẩn của Kiều Nguyên đẩy thẻ ngân hàng đến trước mặt hắn. Đây là tiền đóng đồ lần trước anh mua mang tới nhà tôi, cứ tính như phí phục vụ đi. Nụ cười trên mặt Ninh Tu Viễn dần tắt. Không cần trả tôi. Tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì. Nếu anh nghĩ không đáng giá để cứu tôi, thì những khoản chi phí nằm viện và thuốc men tôi sẽ đền bù đủ cho anh. Tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào với anh, và tôi hy vọng anh có thể hiểu được lời tôi nói. Về phần anh phái người theo dõi tôi, lần sau tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra. Tôi không phải theo dõi em. Hắn chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Kiều Nguyên mọi lúc mọi nơi. Kiều Nguyên cười lạnh, Ninh Tu Viễn, anh muốn gì ở tôi? Muốn gì sao? Hắn chỉ muốn được ôm người này, cùng người mình yêu tạo ra tổ ấm chỉ riêng hai người. Kia hắn rất khinh thường, nhưng hiện tại lại trở thành một hy vọng xa vời. Anh rất thích em, thời điểm vừa mới gặp mặt, em đã có hôn ước, lúc đó anh không muốn làm phiền em nhiều, chỉ muốn chăm sóc cho em, sau đó hai người lại chia tay. Cho dù lúc đó chúng ta không quen biết nhau, cũng sẽ có quyền được làm bạn. Kiều Nguyên cau mày, giọng nói cho chút hỗn loạn, anh nghĩ anh có cái quyền này sao? Anh dựa vào đâu mà nói thích tôi? Chỉ vì anh nấu cơm cho tôi mấy lần, hay là vì anh đối xử với tôi thật giả, lẫn lộn? Cả người Kiều Nguyên khẽ rung lên, anh gọi tôi đến họp đêm, anh quên mất mình đã làm gì rồi sao? Loại người như anh nên cút xuống địa ngục đi. Cảm xúc của Kiều Nguyên dao động quá lớn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, Ninh Tu Viễn không dám dạy dùa, rót một cốc nước nóng cho Kiều Nguyên, tôi đã biết, em đừng tức. Tôi không tức giận. Suy nghĩ của Kiều Nguyên như đánh vào bông,
nhìn Ninh Tu Viễn, ánh mắt càng ngày càng khó chịu. Nhưng mà Ninh Tu Viễn chỉ im lặng nghe cậu nói, không phản bác lại, hắn chấp nhận tất cả. Kiều Nguyên nắm chặt tay lại, Ninh Tu Viễn vẫn đang gấp rau cho cậu. Kiều Nguyên hắt hết nước lên mặt hắn. Ninh Tu Viễn căng thẳng hỏi cậu, em bị sốt sao? Ninh Tu Viễn đã thành công chứng minh được cái gì gọi là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Kiều Nguyên tức giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn. Cơ thể Kiều Nguyên khẽ rung lên, cậu đặt tay lên bụng dưới, cúi đầu, đôi môi như mất hết máu, nhưng lại không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Ninh Tu Viễn. Cậu khẽ cắn môi dưới, thẻ ngân hàng vẫn đặt ở trên bàn, nhưng Ninh Tu Viễn không nhận lấy. Kiều Nguyên nói, đừng làm trò cười trước mặt tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì, nhận tấm thẻ này đi. Ninh Tu Viễn mặc một chiếc áo gió sẫm màu đen nhỏ nước tòng tòng, cốc trà tuy đã rót từ mấy phút trước nhưng vẫn còn nóng, mu bàn tay bị bỗng đỏ lên, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Lời nói của Kiều Nguyên như dao găm vào tim hắn. Kiều Nguyên gọi người phục vụ đến, Ninh Tu Viễn đang định thanh toán, nhưng Kiều Nguyên lại liếc mắt nhìn hắn. Hắn yên lặng ngồi lại chỗ của mình. Đồ ăn trên bàn còn chưa động đũa được bao nhiêu, hắn đã gấp đầy đồ vào bát Kiều Nguyên. Nhưng cái bát trước mặt Kiều Nguyên lại bị cậu đẩy sang một bên, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh không cần phải giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Nếu thật sự muốn bù đắp thì tốt thôi, đừng để tôi phải thấy anh lần nào nữa. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa. Không phải hắn không nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Kiều Nguyên, mà là hắn muốn để lại một đường lui cho mình. Nhà hàng này mở gần tiểu khu của Kiều Nguyên, cậu không muốn ở lại đây lâu. Khi bước ra khỏi nhà hàng, cậu cầm theo hai chiếc ô đặt ở quầy lễ tân. Cậu muốn về nhà sớm, quấn mình trong ổ chăn ấm áp. Đối với việc mấy lần trước Ninh Tu Viễn ngủ lại ở nhà cậu, hoàn toàn là tình cờ. Đứa nhỏ trong bụng đã được gần 3 tháng, chỉ cần thời tiết trở nên lạnh hơn, có thể mặc giày quần áo thêm chút để che bụng đi, khi không che được nữa sẽ suy nghĩ phép. Ở lại thành phố L cũng là bởi vì lo lắng cho Bạch Thành Úc, mấy ngày nữa sẽ trở lại trụ sở chính. Do thời tiết nên trên đường không có nhiều người đi bộ, khi đi qua một con đường nhỏ, bên cạnh có đèn đường nhấp nháy, Kiều Nguyên nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, lạnh mặt, quay đầu lại nói, Ninh Tu Viễn, anh còn muốn gì nữa? Dứt lời, cậu nhìn bóng người dần trở nên rõ ràng hơn, một sự khác biệt rất rõ ràng về hình dáng giữa người đàn ông này và Ninh Tu Viễn. Trong đêm đen, tiếng sấm sét vẫn tiếp tục rầm vân, một tia sét hạ xuống xé toạc bầu trời đêm. Kiều Nguyên nhìn thấy rõ con dao sáng chói phản chiếu trong tay người đàn ông, cơn đau dưới bụng khiến cậu không thể nào chạy nhanh hơn. Sau khi Kiều Nguyên rời đi, Ninh Tu Viễn ngồi một mình bên bàn ăn với vẻ mặt ủ rũ. Hắn cầm lấy thẻ ngân hàng mà Kiều Nguyên đưa cho hắn, lật đi lật lại trong tay, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc. Trước đây nhà Sầm Lễ nghèo nên hắn thường dùng tiền để dọ cậu. Bây giờ Kiều Nguyên trực tiếp trả hắn một tấm thẻ ngân hàng để vạch rõ ranh giới với hắn. Nếu anh thực sự nghĩ cho tôi, vậy thì anh đừng để tôi phải gặp lại anh lần nào nữa. Những lời này như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim hắn. Trước đây, đúng là hắn đã từng bị kết án tử hình vài lần, nhưng sau khi gặp lại Kiều Nguyên, hắn đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với người này. Rõ ràng lúc đó, Kiều Nguyên đã quen với sự tồn tại của hắn, cả hai ở chung cũng rất hài hòa. Trên đường đến đây, hắn vẫn ảo tưởng mong chờ sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu không phải lúc trước thiếu chút nữa hắn mời stylist tới giúp thay đổi hình tượng, nhưng hiện tại, quần áo chỉnh tề lẫn lộn nước trà, rớm ró khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Bên tai có tiếng sét đánh, Ninh Tu Viễn nghĩ tới lần trước đến nhà Kiều Nguyên, dường như cậu có chút sợ hãi với kiểu thời tiết này. Cho dù khiến cậu cảm thấy khó chịu, hắn vẫn muốn bảo vệ Kiều Nguyên. Bởi vì họ đã bị Kiều Nguyên phát hiện, đám người thường đi theo bảo vệ Kiều Nguyên cũng tạm thời sơ tán. Ninh Tu Viễn đi cách Kiều Nguyên một đoạn xa xa tránh để cậu phát hiện. Một bóng người xuất hiện sau lưng Kiều Nguyên. Lúc đầu Ninh Tu Viễn nghĩ đó là một người qua đường, và một tia sét chớp lóe trên bầu trời khiến hắn nhìn thấy con dao trên tay của người đàn ông. Tim hắn gần như nhảy vọt lên cổ họng, không dám chậm trễ dù chỉ một chút, vội vàng chạy tới sau khi vứt bỏ hai chiếc ô đen trên tay.
Người đàn ông nhìn quanh không thấy ai, hơi hoảng hốt khi thấy hắn chạy tới, dùng dao đâm về phía hắn. Ninh Tu Viện đá mạnh vào thắt lưng người đàn ông, dùng tay nắm lấy lưỡi dao của gã dập phăng đi. Ninh Tu Viện nổi cơn thịnh nộ, đấm vài cú lên mặt người đàn ông. Đừng đánh nữa. Người đàn ông van xin hai lần, thấy Ninh Tu Viện vẫn không định dừng lại. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều kẻ độc ác, nhưng gã ta vẫn thấy sợ hãi trước ánh mắt của con sói hung hãn kia. Người này muốn giết gã, anh ta la lớn lên. Đê ti con mẹ, mày thử kêu một câu nữa xem. Ninh Tu Viện đấm mạnh xuống. Gã kia bị đấm cho đầu óc choáng váng. Gần đây gã đánh bạc thu nặng, có người thuê gã đi bắt cóc một người. Quan sát mấy ngày gã phát hiện xung quanh Kiều Nguyên có rất nhiều người bảo vệ cậu. Tối nay xảy ra chuyện đám bảo tiêu kia bỗng không thấy đâu nữa, gã mới hành động. Thưa ngài, gã đàn ông mặt mũi bầm dập kêu, muốn hắn dừng tay. Ninh Tu Viện cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản, hỏi, có người sai mày tới đây đúng không? Chịu khai ra thì tao sẽ thả mày một đường sống. Người đàn ông do dự 2 giây, khi nhìn thấy cú đấm của Ninh Tu Viện lại rơi xuống, anh ta nhanh chóng nói, đúng vậy, là một vị thiếu gia. Ninh Tu Viện trong lòng đã có đáp án. Cậu ta vẫn còn liên lạc với mày đúng không? Gã đàn ông gật gật đầu. Chỉ cần giả vờ như vậy là được, gửi tin nhắn cho cậu ta ngay bây giờ đi. Ninh Tu Viện hít sâu một hơi, vừa rồi hắn sợ tới mức suýt nữa lên cơn đau tim, ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên không bị thương, tránh đi ánh mắt của cậu. Em đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Toàn thân Ninh Tu Viện ướt đẫm, vết máu trên con dao bị ném ra xa đã bị 2-3 dòng nước rửa sạch, lửa giận lúc trước không còn trên mặt nữa, chỉ còn lại sự yếu ớt. Kiều Nguyên không muốn còn bất cứ liên quan nào với Ninh Tu Viễn nữa, nhưng lần này, cậu không thể khoan tay đứng nhìn. 2 chiếc ô mà cậu cầm trong tay chia cho Ninh Tu Viễn một cái, sắc mặt sợ hãi tái nhợt như tờ giấy, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trước tiên phải xử lý vết thương đã. Cách đó không xa có một gian hàng. Ninh Tu Viện trói 2 tay người đàn ông ra sau lưng, người đàn ông nằm trên mặt đất đầy vết bầm tím, không nhúc nhích. Kiều Nguyên cầm ô rời đi, Ninh Tu Viện nhìn theo bóng lưng người nọ, quần áo ướt sũng nước nhỏ tí tách, bùn đất trộn lẫn với máu bẩn khiến hắn vừa xấu hổ vừa cô đơn. Người đàn ông nằm trên mặt đất tỉnh lại, van xin lòng thương xót, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ta rồi, khi nào thì cậu chịu thả tôi ra. Ninh Tu Viện đang muốn dò hỏi tiếp, nhưng người đàn ông nằm trên mặt đất nhìn thấy hắn thận trọng, vội vàng đi về phía Kiều Nguyên, coi gã ta như một tội nhân tra hỏi, trực tiếp đá gã một cái, nghiêm nghị nói, mày câm mồm. Người đàn ông thúc thích vài tiếng rồi nhanh chóng nói, tôi sẽ im im ngay, xin cậu đừng đánh nữa, còn đánh nữa là gãy xương tôi mất. Ninh Tô Viễn không chút thương hại người ngoài, liền đạp lên ngực gã đàn ông này, ai cho mày cái gan dám động vào người của tao. Vì mày đã làm rồi, thì phải nghĩ đến hậu quả phải chịu chứ. Một lúc lâu, gã đàn ông không biết nên giải thích hay giữ im lặng. Dù anh ta có làm gì đi nữa thì anh ta cũng không thể thoát khỏi những trận đòn. Điện thoại của gã kia đã bị Ninh Tu Viện lấy đi, tin nhắn vẫn chưa thấy hồi âm. Người bên kia đã gửi vài tin nhắn cho người đàn ông lúc trước đó. Cảm xúc của Ninh Tu Viện lẫn lộn khi nhìn thấy đống nội dung. Lời nói cuối cùng của Giang Ngôn là muốn gã đàn ông kia trói Kiều Nguyên Tống vào trong xe cho đến khi cậu chết, còn đề cập đến ma túy và chất gây ảo giác. Tuy không xảy ra án mạng, nhưng loại hành vi này không khác gì giết người. Nhìn thấy những tin nhắn này, Ninh Tu Viễn không khỏi rùng mình. Nếu hôm nay hắn không đi theo cậu, người đàn ông đó sẽ mang Kiều Nguyên đi mất rồi. Vẻ mặt của Ninh Tu Viễn trở nên ngưng trọng hơn, sức lực chân giảm lên xương cốt gã kia cũng tăng lên. 10 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, nhận được câu trả lời, đầu dây bên kia yêu cầu gã đàn ông chở Kiều Nguyên đến một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố L. Gã đàn ông phục máu mồm, giọng như mũi kêu, đại ca, xin anh đừng giảm nữa. Ninh Tu Viện tỏ vẻ cáu kỉnh, vừa nhấc chân lên đỉnh đá thì nghe thấy người đứng ngoài gian hàng nói, tôi đã mua thuốc tiêu viêm, anh có muốn bôi không? Ninh Tu Viễn vội vàng thu chân lại, kiềm chế vẻ ủ rũ trên mặt. Khi nhìn thấy Kiều Nguyên, đôi má của hắn đã trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều, những vết thương trên lòng bàn tay đã mờ đi,
hai thứ nước loang lổ trên khuôn mặt hắn vẫn chưa khô hẳn, trông hắn đáng thương hề hề như bị người ta bỏ rơi vậy. Ninh Tu Viễn bị thương ở tay phải, bôi thuốc bằng tay trái cũng không tiện, hắn suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi. Máu ở lòng bàn tay vốn đã ngừng chảy, Ninh Tu Viễn khẽ nắm tay lại, vết thương lại rách ra, máu chảy xuống, nhìn hơi rợn người. Ninh Tu Viễn giấu tay sau lưng, hỏi, em vẫn chưa đi ngủ sao, đã muộn rồi, đừng để trễ nải công việc ngày mai. Kiều Nguyên khẽ cau mày, cậu không muốn mang ơn của Ninh Tu Viễn nên đã đền đáp, nhưng lại xảy ra chuyện này, cậu bước đến gian hàng, đặt hai chiếc ô súng, trong tay còn đang cầm một túi ni lông đựng thuốc khử trùng và băng gạc. Ninh Tu Viễn cho rằng Kiều Nguyên đã rời đi, không nghĩ tới đối phương lại đến tiệm thuốc. Hắn trước kia lại thường xuyên nói cậu tâm địa độc ác, nhưng lần đầu họ gặp mặt, lúc tan học trên đường về nhà hắn bắt gặp người kia đang đợi mấy con mèo hoang trong hẻm để cho chúng nó ăn. Rõ ràng cuộc sống của bản thân cậu cũng chẳng dư giả gì, ngay đến cả một cục tẩy dùng chỉ còn một tẹo cũng không muốn vứt đi mua cái mới. Mặc dù hắn đã làm nhiều việc ác với Kiều Nguyên, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn bỏ mặc hắn. Hốc mắt hắn nóng bừng lên, Kiều Nguyên không chê hắn bẩn, dùng thuốc khử trùng giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, có hơi đau. Nhưng hắn lại ngơ ngác nhìn người đang kiên nhẫn cúi đầu xuống giúp mình. Khi ngón tay của người ấy chạm vào, hắn cảm nhận được sự dịu dàng, cho dù vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Nếu em không muốn nói chuyện với tôi, vậy thì không cần giúp tôi xử lý nó đâu. Lần này tôi không phải muốn quấy rầy em, tôi chỉ muốn nhìn em về nhà an toàn. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay thì không hề có ý định rút về. Sau khi Kiều Nguyên giúp hắn đơn giản băng bó vết thương, hắn vẫn đang mãi suy nghĩ, tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Hắn không cảm thấy vết thương đau, nhưng khoảnh khắc Kiều Nguyên buông tay ra, trong lòng hắn lại sinh ra nỗi nuối tiếc. Toàn bộ quá trình Kiều Nguyễn luôn im lặng. Ninh Tu Viễn nghĩ đến chuyện kia, nói, tôi muốn cùng gã ta tới khu ngoại ô, em đừng đi, về nhà nghỉ ngơi sớm, có thể sẽ rất nguy hiểm, tôi sẽ gửi tin nhắn báo cho em khi có kết quả. Kiều Nguyên nhướng mày, tôi là đàn ông. Kiều Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, bầu không khí trở nên trầm mặc. Ở những khoảng thời gian khác nhau, tâm trạng cũng không hẳn sẽ giống nhau. Đôi khi nghĩ lại những gì mình đã làm cách đây vài năm, hắn thực sự muốn tát chết bản thân trong quá khứ. Ninh Tu Viện xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn cũng nghĩ đến quá khứ không tốt đẹp gì. Lúc trước hắn kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ hối hận gấp đôi. Tại sao lúc ấy, hắn không biết điều mà chừa cho mình một đường lui cơ chứ? Ninh Tu Viễn còn làm bộ không nghe thấy cười cười, sau đó nói sang chuyện khác. Kiều Nguyên không buồn không vui, chỉ đáp qua loa ừ. Sống nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng làm chuyện xấu. Trước mặt người ngoài nhìn nghiêm túc khó gần, ai tiếp xúc với hắn rồi mới biết tính hắn không tốt. Nhân viên tới phòng làm việc của hắn đều là bộ dạng nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Giờ phút này, ở trước mặt Kiều Nguyên, thậm chí hắn phải chọn lọc lời trong đầu nhiều lần để xác định xem mình có nên nói ra hay không, vì sợ lỡ nói sai gì đó sẽ khiến Kani không vui. Để người bên kia không chú ý tới, Đinh Tu Viễn đã lái xe của gã đàn ông, hắn gọi điện kêu bọn Tiểu Trương cùng tới, còn gọi rất nhiều bảo tiêu đến để âm thầm bảo vệ cho sự an nguy của Kiều Nguyên. Hắn biết Kiều Nguyên là đàn ông, nhưng những kẻ xấu xa luôn rất liều lĩnh. Hắn không thể để Kiều Nguyên phải gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Kiều Nguyên đã ngồi ở xe khác, Ninh Tu Viễn sẽ không để ý đến điều đó nữa. Hắn quẳng gã đàn ông vào ghế sau của xe, khi thấy anh ta đang ngủ say, hắn tạt một chai nước lạnh lên mặt gã, vỗ vỗ vào mặt anh ta, mày còn dám ngủ. Để tao giúp mày tỉnh táo hơn nhé. Tôi tỉnh rồi. Hắn nhìn lướt qua giờ trên điện thoại, cũng sắp 8 giờ tối rồi. Kiều Nguyên vẫn chưa được về nhà, thế mà tên đầu sỏ gây tội lại dám say giấc ngon lành. Theo hắn biết, sau khi Kiều Nguyên mang thai 9 giờ tối cậu sẽ đi ngủ, sáng sớm 7 giờ dậy, giữa trưa sẽ nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa. Bởi vì tên chó chết này phá hỏng giờ giấc nghỉ ngơi của cậu, Ninh Tu Viễn rất bực bội, lại đập gã kia một phát nữa. Mặc dù Kiều Nguyên đã từ chối hắn suốt thời gian qua, nhưng sự vô liêm sỉ mà hắn bấy lâu nay có chút an ủi hắn rằng trong tâm hắn Kiều Nguyên luôn là vợ của mình. Tiếng sét dần dừng lại, con đường đầy nước động,
Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, xe đã lái đến nơi được nhắc đến trong tin nhắn. Ninh Tu Viễn đưa điện thoại cho gã đàn ông, bắt gã phải gọi cho bên kia. Thời gian trôi qua tính bằng giây. Sau khi giải trừ hôn ước với Giang Ngôn, hắn không còn liên lạc với cậu ra nữa. Mây đen bao phủ bầu trời, căn phòng tối om, tòa nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, đồ đạc bám đầy bụi. Người đàn ông đi vào đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, bật đèn ở cửa, đi về phía bóng người đang cuộn tròn trong góc. Những gì cậu ta nói trước đây không sai, người này là một tai họa ngầm không nên giữ lại, cậu ta đã chết một lần rồi, tại sao lại trở về, cậu ta chỉ là một con điếm, mặt người đùa giỡn, vậy mà bây giờ lại trở thành vị thiếu gia nhà họ Kiều. Xâm lễ thì tốt rồi, nhưng sau khi nhà họ Giang Khuynh gia bại sản, cậu ta phải lưu lạc bên ngoài một thời gian dài. Khi nghe tin thì cậu ta đang ở nước ngoài, nếu không có sầm lễ thì nhà họ Ninh sao có thể rút tiền vốn về được. Tất cả đều là lỗi của sầm lễ. Giang Ngôn thật sự muốn giết chết Kiều Nguyên và cậu ta muốn mọi người biết sầm lễ ngày xưa là loại người gì. Chỉ cần sầm lễ bị nhiễm thuốc gây ảo giác thì sẽ không bao giờ bỏ được. Cậu ta sẽ tìm vài gã lưu manh tới, tất nhiên cậu ta sẽ giữ lại cho cậu một cái mạng. Cậu ta muốn người này phải sống một cuộc sống tồi tệ hơn cả những gì cậu ta phải nếm trải. Cậu ta biết sầm lễ đang mang thai, việc đứa trẻ có thể giữ lại hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Dù sao, Ninh Tu Viễn từ lâu đã vạch ra ranh giới rõ ràng với cậu ta. Giang Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo vẻ tự mãn vặn vẹo, vươn tay muốn nâng mặt người kia lên, nhưng những gì cậu ta nhìn thấy lại là một khuôn mặt xa lạ. Sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, thậm chí còn đứng dậy muốn rời khỏi căn nhà hoang nhưng lại bị người ta chặn cửa trước khi ra khỏi phòng. Giang Ngôn phản ứng nhanh, đi đến bên cửa sổ, muốn nhảy xuống, nhưng người đàn ông đang cuộn mình trong góc không biết lúc nào đã nới lỏng sợi dây, túm lấy cậu ta, vặn tay cậu ta ra sau lưng. Giang Ngôn mặt tái mét khi nhìn thấy người đàn ông vừa đẩy cửa vào. Ninh Tu Viễn bảo thuộc hạ đưa cái ba lô sau lưng Giang Ngôn cho hắn. Khi mở ra, hắn có thể nhìn thấy kim tiêm và một số loại thuốc bên trong. Ninh Tu Viễn không ngờ rằng Giang Ngôn có thể thực sự làm đến mức này, lại nghĩ tới mấy lời nói xấu về sầm lễ trước kia cậu ta nói với hắn. Hắn còn tin sái cổ, mày càng nhíu chặt mày hơn. Mà tin vào lời Giang Ngôn nói, hắn đã làm những gì với sầm lễ? Hắn bóp cổ cậu, túm cậu áo đè người cậu lên giường, chèn ép cậu không thể cử động được, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn xấu để chà đạp nhân phẩm của đối phương. Mỗi khi Giang Ngôn ra vẻ muốn làm thân với sầm lễ, để bắt canh nhân sâm cậu ta nấu đến trước mặt sầm lễ hắn bắt cậu phải uống, nếu sầm lễ từ chối sẽ dùng nhiều biện pháp bạo lực hơn. À! Giọng nói của Giang Ngôn có chút nịnh nọt, không còn vẻ tàn ác vừa nãy nữa, đã lâu rồi anh không gọi cho em. Ninh Tu Viễn hai mắt gằn đầy tơ máu, nhìn ba lô của Giang Ngôn, vẻ mặt không còn chút dịu dàng nào, bàn tay khẽ nắm chặt, cực kỳ tức giận nói, Giang Ngôn, tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt cậu, nhưng cậu thì hay rồi, cậu muốn dùng đống đồ này để hãm hại sầm lễ sao? Nhắc tới tên sầm lễ, sắc mặt Giang Ngôn liền thay đổi. Đám thuộc hạ của Ninh Tu Viễn kìm chặt cậu ta lại, từ ngoài cửa có một người đi vào. Giang Ngôn nhìn thấy cậu, trong mắt tràn đầy hận ý không kiềm chế được, như hận không thể ngay lập tức bầm thay vạn đoạn người kia. Nhìn thấy Kiều Nguyên đi vào, Ninh Tu Viễn có chút luống cuống, em đi ra ngoài trước, tôi sẽ lo liệu ở đây. Điều hắn lo lắng chủ yếu không phải là Giang Ngôn sẽ hãm hại Kiều Nguyên một lần nữa, mà là hắn sợ Giang Ngôn sẽ nói ra điều không nên nói. Hai người trước mặt lộ ra vẻ âu yếm, ánh mắt Giang Ngôn càng thêm quỷ dị. Cậu ta cười nói với Kiều Nguyên, mày đã quên mất việc anh ta từng che giấu tin tức mẹ mày sắp chết ngang không cho mày tới bệnh viện rồi sao? Sầm lễ, sau cùng thì mày cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Dù có là con trai của Kiều gia thì mày cũng đã sinh con cho anh ta. Anh ta chưa bao giờ coi mày là đàn ông mà chỉ coi mày như một cái máy đẻ sinh con cho anh ta mà thôi. Nghe vậy, Ninh Tu Viễn tối sầm mặt lại, mày bớt nói hưu nói vượng đi. Ninh Tu Viễn tìm được một mảnh vải, muốn bịt miệng Giang Ngôn lại, nhưng Kiều Nguyên lại nói, để cậu ta nói. Ninh Tu Viễn rơi vào tình thế khó xử,
hắn thật sự không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của Giang Ngôn. Giang Ngôn lại nói, A Viễn, anh đã quên trước kia anh từng nói những gì rồi sao? Anh đã nói sẽ đối xử với em thật tốt, rõ ràng chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau làm, cha mẹ cũng rất, đến cả hôn ước cũng đã định rồi. Đừng nói nhảm nữa, Ninh Tu Viện tức điên. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt lãnh đạm của Nguyên, cậu ta có nói nhảm hay không? Không phải chính anh là người hiểu rõ nhất sao? Tôi thực sự chỉ thích em, từ khi em đi, đêm nào tôi cũng mơ thấy em, cả ngày không ăn không uống, người mệt lả. Ninh Tu Viện như một người chồng bị vợ bắt quả tang ngoại tình, thậm chí còn thể hiện lòng chung thủy của mình. Trong phòng còn có một số thuộc hạ của Ninh Tu Viễn, thỉnh thoảng nhìn họ với ánh mắt dò hỏi. Kiều Nguyên hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, anh im đi. Nghe thấy Ninh Tịch Viễn nói thích Kiều Nguyên, Giang Ngôn ghen ghét đến vẻ mặt vặn vẹo. Cậu ta không chiếm được thì dựa vào đâu mà Kiều Nguyên lại có thể dễ dàng lấy được như vậy. Ngày hôm nay, cậu ta nên tiêm hết chất độc vào cơ thể của Kiều Nguyên, sau đó ghi lại những hình bẩn thiểu Kiều Nguyên bị một đám đàn ông chơi đến hỏng, để cậu sống trong tra tấn cho đến chết. Ha ha! Giang Ngôn cười thành tiếng sầm lễ, tại sao mày không chết đi? Cả đời này mày chỉ có thể bị anh ta coi như một con điếm mui vui thôi. Trước mấy lời nói của Giang Ngôn, sắc mặt Ninh Tu Viễn vô cùng khó coi, vì sợ cậu ta sẽ nói ra điều gì đó gây sốc, hắn sai thuộc hạ nhét miếng vải vào miệng Giang Ngôn, sau đó hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Kiều Nguyên. Biểu hiện của Kiều Nguyên so với trong tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu vẫn đứng thẳng lưng, môi mỏng hơi mím lại, trong căn phòng này đều là người của bọn hắn. Nếu như Kiều Nguyên bị lời nói của Giang Ngôn khiêu khích, muốn hắn dạy cho Giang Ngôn một bài học, hắn cũng không phải không xuống tay được. Nhưng Kiều Nguyên chỉ đứng một lúc rồi bỏ đi. Ninh Tu Viễn vội vàng chạy ra ngoài. Căn nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm nay, đèn chập chờn tắt ngấm. Kiều Nguyên đang đứng ngoài hành lang, cửa sổ mở, gió lạnh thổi vào khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn chút. Vừa rồi lời Giang Ngôn nói không hoàn toàn là sai. Vốn Kiều Nguyên đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ và có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng Ninh Tu Viễn lại xuất hiện trước mặt cậu, phá vỡ nhịp sống của cậu. Hơn nữa, khoảng thời gian trước đó, cậu không còn quá bài xích Ninh Tu Viễn như lúc ban đầu nữa, ngược lại còn ngầm đồng ý. Nếu không phải cậu đã nhớ ra, cậu thật sự sẽ chấp nhận người này sao? Trong lòng Kiều Nguyên không có câu trả lời chính xác. Cuộc sống của cậu dường như đã quay trở lại đường cũ, vậy Hàn Kham cứu cậu ra khỏi biển lửa còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Một nụ cười tự giễu nở trên môi Kiều Nguyên, Ninh Tu Viễn cứ như một con quỷ trong mộng không thể thoát ra, vây ám lấy cậu mãi. Mây đen dày đặc trên trời bị gió thổi tản đi, ánh trăng nhàn nhạt rủ trên mặt Kiều Nguyên qua khung cửa sổ, nét buồn bã trên mặt không thể phai nhòa. Ninh Tu Viễn đứng ở lối vào hành lang, không dám đi tới. Bóng lưng của Kiều Nguyên có vẻ cô đơn, lạc lõng. Cậu đứng yên không nhúc nhích một lúc, bóng dáng ấy dường như trùng lặp với người trước đó. Ninh Tu Viễn luôn không hiểu tại sao Sầm Lễ lại cứ thích nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi hắn ở trong phòng, bởi vì những người bị cầm tù luôn khao khát tự do. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày nhiều, chưa kể đến việc Kiều Nguyên còn đang mang thai. Cuối cùng Ninh Tu Viễn vẫn lên tiếng, tôi đưa em về nhà nhé. Mấy lời vừa rồi cậu ta nói, em đừng tin. Người đứng cạnh cửa sổ vẫn không nói gì. Ninh Tu Viễn đang định mở miệng lại nghe Kiều Nguyên nói, thật ra tôi cũng không hiểu sao mình vẫn còn sống. Đôi mắt của Kiều Nguyên chăm chú vào đêm đen, những lời cậu đột nhiên nói ra khiến Ninh Tu Viễn chợt rùng mình. Hắn không thể để vụt mất người này thêm lần nào nữa. Khi biết tin Sầm Lễ chết chìm trong biển lửa, hắn không biết phải làm cách nào để vượt qua những ngày tháng ấy. Hắn hay mơ về quá khứ, cho đến khi tỉnh lại, gối đã ướt đẫm, nửa đêm giật mình bật tỉnh, hắn sẽ đến phòng Ninh Mặc để tìm chút an ủi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hai mắt hắn lại đỏ lên, trái tim cũng quặn thắt đau đớn. Dù có uống thuốc thì cơn đau đầu vẫn không thể thuyên giảm. Rõ ràng hắn mới ngoài 20 mà tóc đã bạc rồi, chỉ sau khi có người nhắc nhở hắn mới chợt nhận ra. Một người rất coi trọng thể diện hắn, thậm chí còn không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh khuyên cậu, thân phận của em bây giờ là con cháu Kiều Giang,
không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Không phải em từng mong muốn tìm được một công việc tốt sao, hiện tại em đã có. Kiều Nguyên hơi nghiêng đầu, đường nét trên khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng. Ninh Tu Viễn, tôi rất hận anh, tại sao? Rõ ràng chúng ta đã không còn liên quan gì nữa, anh còn muốn tiếp cận tôi để làm gì? Tôi đang sống rất yên ổn, tại sao anh còn tìm tới? Anh cố tình giả vờ quan tâm, ân cần, tôi cũng thật ngu ngốc. Tôi gần như đã tin điều đó, anh không nên xuất hiện trước mặt tôi không muốn nhắc đến quá khứ, van xin anh, hãy buông tha cho tôi đi, anh muốn có con, tôi cũng đã thỏa mãn lòng mong ước của anh rồi. Buông tay Kiều Nguyên, liệu rằng quãng đường dài đằng đẵng phía sau hắn sẽ phải sống ra sao đây? Ninh Tu Viện biết rằng Kiều Nguyễn từ lâu đã muốn vạch rõ ranh giới với hắn, sau khi gặp lại Kiều Nguyên, hắn như được hoàn hồn. Không còn cảm thấy hoảng hốt vào mỗi đêm, bởi vì phải chịu áp lực dài ngày, dẫn đến tinh thần suy sụp, giống như bước vào tuổi già, mỗi ngày phải dùng một lượng thuốc lớn để duy trì. Kiều Nguyên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với hắn, từ chối hắn cả ngàn lần, nhưng hiện tại cậu lại mỏng manh yếu ớt, thân thể Ninh Tu Viện có chút cứng ngắc, máu chảy ra từ lòng bàn tay, nhưng ngược lại lại càng giống như rỉ ra từ trái tim. Kiều Nguyên buồn bã cười cười, tất cả những gì về quá khứ liên quan tới anh, hàng đêm tôi luôn bị ác mộng quấn lấy. Và một ngày tuyết rơi, trời quá lạnh, anh kéo tôi vào trong xe, toàn thân tôi đau đớn vô cùng. Anh chưa bao giờ đối xử với tôi như một con người. Nhưng tại sao, sau khi gặp lại tôi, anh phải giả bộ tình cảm dạt dào như thế? Tôi không phải đầu ngốc, tôi đã từng cho rằng anh không phải người xấu, nhưng anh đã làm gì tôi? Tôi cũng không phải là Kiều Nguyên. Tôi là Sầm Lễ đã chết một lần vì anh. Gần như đã chấp nhận hắn. Nghe thấy mấy lời này, Ninh Tu Viễn còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng. Cả người như ngâm trong bình thuốc, chỉ còn nỗi đau khổ sót lại. Hôm nay Kiều Nguyên hẹn hắn tới đây là vì muốn vạch rõ giới hạn với hắn. Sắc mặt Ninh Tu Viễn tái nhợt, mấp máy đôi môi khô khốc, một lúc lâu cũng không phát ra tiếng. Đúng vậy, người trước mặt đã vì hắn mà chết một lần rồi. Buổi sáng còn cẩn thận giúp hắn thắt cà vạt, tươi cười nói sẽ đợi hắn về nhà, nhưng về đến nhà lại chỉ thấy một biển lửa hừng hực trước mắt, người kia cũng không thấy đâu. Khi đó hắn thật sự quá ngu ngốc, hiện tại rất đáng bị trừng phạt, chăn bông còn có thể ngăn cản mũi dao sắc bén đâm vào người, ăn mòn máu thịt của hắn, nhưng hắn phải làm sao để có thể bù đắp cho sai lầm năm xưa. Hắn biết bản thân đã làm sai những gì. Bây giờ hắn chỉ muốn đặt người trước mắt này trong lòng bàn tay mà nâng niu, nhưng đối phương không còn tin tưởng hắn nữa. Ninh Tu Viễn hai mắt bi thương nhìn chằm chằm, phía sau còn có đám thuộc hạ của hắn đang ở trong phòng, e rằng chưa từng được thấy bộ dạng hèn mọn này của hắn bao giờ đâu. Nếu không có Kiều Nguyên, hắn sợ nên mặt ngày nào cũng hỏi hắn, ba nhỏ đâu rồi? Hắn sẽ giống như trước đây, duy trì trạng thái tồn tại sống qua ngày. Khi bắt gặp một đôi trai gái yêu nhau trên đường, không khỏi nghĩ đến Kiều Nguyên, nhớ lại Kiều Nguyên cũng thật lòng cười với hắn, thản nhiên chấp nhận anh. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đưa Ninh Mặc tới công viên gần đó chơi, khi Ninh Mặc thấy những đứa trẻ khác đang thổi bong bóng, nhóc hét ầm lên đòi mình cũng muốn có một cái. Kiều Nguyên đã mua cho nhóc, cậu ngồi xổm xuống nhìn xem Ninh Mặc chơi như thế nào. Hắn chưa bao giờ thấy được bộ dạng trẻ con như vậy của cậu. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, dường như chỉ có bọn họ sống trên trái đất này. Trong lòng hắn tràn ngập niềm sung sướng chưa từng có. Khi đã có được rồi, lúc mất đi càng thấy đau lòng hơn. Ninh Tu Viện có thể giả vờ rằng hắn không hiểu lời từ chối của Kiều Nguyên, nhưng hắn sợ rằng quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa. Hắn không dám vây nhốt cậu lại. Kiều Nguyên hiếm khi nói nhiều với hắn như vậy, lần duy nhất lại rơi hoàn cảnh như hiện tại. Ninh Tu Viễn gượng cười, tôi bảo Tiểu Trương đưa em về nhà. Rõ ràng muốn hai người có thêm thời gian riêng ở cùng nhau, muốn nói nhiều hơn vài lưới với Kiều Nguyên trên đường về nhà. Kiều Nguyên lắc lắc đầu, chuyện Giang Ngôn còn chưa xử lý xong. Kiều Nguyên quay lại căn phòng, thấy tay Giang Ngôn bị trói chặt phía sau lưng, miệng bị nhét vải, thấy ậu bước vào tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại bị bịt miệng, không thể nói thành lời. Kiều Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt căm hận của Giang Ngôn, gằn từng chữ, cậu có biết vì sao bản thân lại trở thành ái dáng vẻ như hiện tại không?
Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành với cậu. Tôi còn ước gì cậu và hắn sớm chút buông tha cho tôi. Nhưng sau lưng cậu lại chỉ biết dở mấy trò hèn hạ ra để hại tôi. Nếu cậu thích hắn, nên đặt tâm tư lên người hắn, chứ không phải mỗi ngày đều nghĩ cách để đối phó với tôi. Nếu không phải hắn, cậu nghĩ tôi có đủ khả năng để chặt đứt nguồn vốn của Giang gia sao? Ánh mắt Giang Ngôn hung ác, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Kiều Nguyên bây giờ đã thương tích đầy mình. Ninh Tu Viễn đứng ở một bên, giống như dã thú bị rút móng vuốt, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Kiều Nguyên, cố gắng nghe đối phương nờ hát tới ình, nhưng lại miễn cưỡng dời tầm mắt đi. Tay hắn bị thương, tên thủ hạ phía sau nhìn thấy máu chảy trên nền đất, có chút sợ hãi nhắc nhở hắn. Người đàn ông trước mặt người ngoài là dáng vẻ rất xấu xa đã trao cho Kiều Nguyên hết mực, cưng chiều, nhưng sự dịu dàng của hắn lại bị Kiều Nguyên ngăn cách giữa hai bức tường. Ninh Tu Viễn dường như không nghe thấy. Khi Kiều Nguyên đứng dậy, hắn nói, tôi xin lỗi về đoạn video, em yên tâm, lần này tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ không để lại dấu vết. Dù em không nói thì nó cũng đã được xử lý, tuy rằng lần này bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng vẫn không tránh được có người ngoài nhúng tay. Lúc ấy, hắn thật sự muốn sống thật hạnh phúc bên cậu. Kiều Nguyên không lên tiếng, đại khái là không chấp nhận lời giải thích của hắn. Nếu không lắp camera giám sát trong phòng, ảnh sẽ không bị kẻ xấu mạo danh gửi tới tất cả hòm thư của nhân viên trong công ty. Suy cho cùng, Kiều Nguyên là một người da mặt cực mỏng, cậu luôn ngay thẳng trong mọi việc. Duy chỉ có khoảng thời gian sống cùng hắn, cậu mới như chìm sâu trong vũng lầy. Lúc lâu sau, Kiều Nguyên mới chậm rãi nói, tôi không muốn tiếp tục sống trong ký ức của quá khứ. Tuần sau, tôi sẽ rời khỏi thành phố L. Vậy cũng tốt. Rất xin lỗi. Ninh Tu Viễn tự nhủ nói. Kiều Nguyên hơi nghiêng đầu, đừng nói nữa. Ninh Tu Viễn không nhận ra, khi hắn nói mấy lời này, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Ninh Tu Viễn hỏi, sau này có còn cơ hội được gặp lại em không? Kiều Nguyên mím môi không trả lời. Ninh Tu Viễn biết rằng người kia đã cho mình một câu trả lời phủ định. Kiều Nguyên sẽ dùng bộ mặt ba phần khách khí mà nói chuyện với hắn, ngay cả là hiện tại, ánh sáng cũng không rọi vào hắn. Nên nói gì đây? Em ấy sẽ không bao giờ gặp phải một kẻ khốn nạn giống như mình, và hiện tại em ấy đang sống rất tốt. Là một trong những người thừa kế của nhà họ Kiều, e rằng xung quanh sẽ không thiếu người, cho dù là quan hệ bình thường, cũng không tới lượt hắn can thiệp vào. Trước kia Sầm Lễ cho dù nhà nghèo cũng không bao giờ thiếu người thích cậu. Hồi cấp 3 khi nghe đám con gái nói về cậu, hắn chỉ chi rằng người này quá lạnh lùng, tâm tư đều tập trung vào việc học hành. Sầm Lễ thường xuyên qua lại với Hạ Lộ, nếu không do hắn nhảy bổ vào, có lẽ họ đã hẹn hò từ lâu rồi. Quả thật là một đôi trai tài gái sắc khiến người ta ghen tị. Nhưng Ninh Tu Viễn không hào phóng như hắn thường nghĩ. Hắn vẫn không thể chấp nhận việc Kiều Nguyên ở bên người khác, nghĩ rằng từ nay về sau Kiều Nguyên sẽ có một gia đình hạnh phúc với người khác và chẳng liên quan gì đến hắn. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi đau như vạn tiễn xuyên tim, dù còn có Ninh Mặc thì cuộc sống của hắn vẫn ảm đạm, thay vào đó hắn thường nghĩ về quãng thời gian chung sống với Kiều Nguyên. Vạn tiễn xuyên tim, ngàn mũi tên đâm xuyên tim, quá tốt đẹp thì luôn có độc, hắn sẽ đắm chìm mãi trong khoảng thời gian đó như bị trúng độc, không bao giờ dứt ra được. Khóe mắt Ninh Tu Viễn ưng ướt, điều nói đàn ông không dễ rơi lệ, sợ rằng là chưa gặp phải thời điểm đau lòng đến như vậy. Thuộc hạ bên cạnh có chút hoảng hốt, dù sao anh ta cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Ninh Tu Viễn. Vì sợ Ninh Tu Viễn nghĩ đến chuyện hủy thi diệt tích, bọn họ cùng tìm lý do đi ra ngoài đứng đợi. Hủy thi diệt tích, việc người xóa dấu vết. Sống nhiều năm như vậy, Ninh Kỳ khi còn nhỏ đã đánh vào lòng bàn tay hắn vì tội không nghe lời, cả ngày bị phạt đứng bên ngoài, hắn bướng bỉnh không thèm xin tha nửa lời. Mấy ngày hắn bị sốt cao, mọi người trong nhà đều cuống cuồng lên sao cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu trong suốt chặng đường trưởng thành và không ai có thể kiểm soát hắn. Từ thời học tiểu học cho đến khi lên đại học, hắn là một kẻ bắt nạt có tiếng trong trường. Ninh Tu Viễn thường xuyên trốn học. Tin tức về chuyện hắn đánh nhau trong trường, đánh ai phải nhập viện và ai bị đánh được đăng lên như cơm bữa. Sói dù hung dữ đến đâu cũng sẽ có người mềm lòng giúp đỡ. Ninh Tu Viễn trong đầu nghĩ vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, im lặng nhìn Kiều Nguyên. Mỗi giây,
Hắn cũng muốn chia nhỏ ra thành nhiều phút để sử dụng, nhưng hắn không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng nhìn người trước mặt, ngay cả một cái ôm đơn giản, chắn cũng sợ làm mất lòng đối phương. Kiều Nguyên nâng cổ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, nói, thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi. Được, giọng nói Ninh Tu Viễn khàn khàn, cổ họng khô khốc. Toàn bộ quá trình Kiều Nguyên đều rũ mắt, không thèm nhìn thẳng vào hắn một giây nào. Ngay cả nhìn, cũng cảm thấy ghê tởm sao. Ninh Tu Viễn cảm thấy trong lòng chua xót, hắn nói với Kiều Nguyên, anh bảo Tiểu Trương đưa em về. Ninh Tu Viễn vẫn đang mơ tưởng trong đầu, có nên bước lên nắm cổ tay Kiều Nguyên, nói cho đối phương biết mình bất đắc dĩ như thế nào, và nói cho cậu biết, hắn cảm thấy hối hận ra sao suốt mấy năm qua, vào lúc nửa đêm hắn trằn trọc trở mình, không ngủ được, không thể tập trung vào bất cứ việc gì đang làm, đôi khi cơn đau đầu như muốn hành hạ và những bóng ma thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt. Còn Ninh Mặc thật sự rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ khi gặp Kiều Nguyên, Ninh Mặc mới trở nên ngoan ngoãn, một mình ngoan ngoãn chơi đồ chơi, sau đó vươn bàn tay ngắn ngủi của mình ra cho Kiều Nguyên ôm. Có lần hắn nói với Ninh Mặc rằng nếu con còn tăng cân nữa thì ba nhỏ sẽ không ôm con nữa đâu. Thật hiếm khi Ninh Mặc không ăn cháo ngày hôm đó, thậm chí sau bữa ăn nhóc con còn không ăn trái cây. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục bù đắp những lỗi lầm năm xưa, cho dù bây giờ Kiều Nguyên có yêu cầu hắn nhảy từ cửa sổ xuống, hắn sẽ làm ngay mà không nói một lời nào. Nhưng không có chuyện nếu như. Ninh Tu Viễn đưa Kiều Nguyên xuống lầu, nhìn Kiều Nguyên ngồi vào ghế sau rồi mới đóng cửa xe. Trước khi đóng cửa xe, hắn nói một câu tạm biệt, nhưng Kiều Nguyên không đáp lại lời của hắn. Có lẽ, Kiều Nguyên không muốn gặp lại hắn. Thời điểm xe khởi động mây, toàn thân hắn căng chặt. Có người đứng bên cạnh hỏi anh, Ninh Tổng, sao ngày không đưa cậu ấy đi, còn để Tiểu Trương lái xe nữa? Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên Kiều Nguyên, nhưng điều đó không phải hắn muốn là được. Xe dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn, hai mắt hắn đỏ hoe, không còn giả vờ bình tĩnh nữa. Quay lưng lại, trước mặt là một bức tường. Bọn thuộc hạ bên cạnh không ai dám đi qua quấy rầy hắn, trong không khí yên tĩnh có tiếng khóc ngẹn ngào. Qua cửa kính không còn thấy bóng người, chỉ có xe cộ qua lại hai bên. Kiều Nguyên không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới hơi ngẩng đầu lên, mây đen bị gió thổi bay đi. Ánh trăng thoát ẩn thoát hiện êm dịu chiếu xuống vùng đất rộng lớn. Dông bão đã tan. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, những hình ảnh kinh hoàng không còn thấy nữa. Ngón tay của Kiều Nguyên hơi cong lên, trên mặt lộ ra vẻ yếu đuối, hơi ấn cửa sổ xuống để gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong xe. Tiểu Trương nhắc nhở, nhiệt độ đã giảm xuống, tốt hơn hết bạn không nên mở cửa sổ, cẩn thận bị cảm lạnh. Chỉ mở một lúc thôi. Giọng Kiều Nguyên rất nhẹ nhàng. Cậu vẫn có chút ấn tượng với Tiểu Trương. Lúc đầu Ninh Tu Viện phái mấy người đến canh giữ. Tiểu Trương là một trong số đó. Một lần cậu đến bệnh viện thăm mẹ, gặp được Hàn Kham, liền tháo đồng hồ đeo tay ra cho anh ta. Đổi lại anh ta không được báo chuyện này cho Ninh Tu Viện biết. Kiều Nguyên hơi nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Cậu không muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Nghĩ đến vẻ mặt suy sụp của người kia, cậu vẫn hỏi, không phải Ninh Kỳ đã sắp xếp cho anh ta một hôn lễ đàng hoàng rồi sao? Tiểu Trương sững sờ một giây, sau đó trả lời, chủ tịch đã sắp xếp, nhưng Ninh Tổng chưa bao giờ đến đó. Trước đây, ngày ấy có nhắc đến, nhưng sau đó giống như là một người khác. Mỗi pháp hy ngày ấy hoặc là đến công ty hoặc là ở nhà chăm sóc cho tiểu thiếu gia, không có ai khác ở bên cạnh. Có một hôm, Ninh Tổng mua rất nhiều rau củ từ siêu thị, rồi tự tay vào bếp làm theo hướng dẫn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy chủ động nấu ăn. Kiều Nguyên nhất thời lặng im. Tiểu Trương cứ như cái máy hát. Trong khoảng thời gian này anh ta để ý đến tâm trạng của Ninh Tu Viễn thay đổi. Anh ta nhìn thấy bộ râu chưa cạo của Ninh Tu Viễn. Anh ta cũng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ninh Tu Viễn có chút vui mừng. Khi chuyển đến sống kế bên nhà Kiều Nguyên, trong khoảng thời gian đó sẽ không quá khắt khe với họ. Khi tâm trạng hắn thoải mái, bọn họ sẽ được nghỉ thêm vài ngày nữa. Chỉ khi ở bên Kiều Nguyên, tâm trạng của Ninh Tu Viện mới tốt lên. Tiểu Trương nói, sau khi cậu rời đi, đoạn thời gian kia Ninh Tổng thường xuyên tới bệnh viện, có đôi khi mấy ngày mấy đêm đều không được chợp mắt, không ăn cơm cũng không nói lời nào, dọn đến khu nhà cũ của cậu ở.
Sau này, ngày ấy mới đón tiểu thiếu gia về, đời sống sinh hoạt mới trở về quỹ đạo bình thường. Kiều Nguyên mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ. Ngày ấy thực sự rất thích cầu, phía trước là đèn đỏ. Tiểu Trương dừng xe, nhìn Kiều Nguyên ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt của Kiều Nguyên rất lạnh nhạt, tóc hơi rối bù vì gió. Anh ta ấn nút bên cạnh cửa xe, cửa kính chỗ Kiều Nguyên đóng lại. Trên cửa sổ mờ in khuôn mặt của cậu, chỉ đưa cậu về nhà, không còn chuyện gì khác. Thích sao? Thích thì làm được gì? Trên đời có rất nhiều thứ để thích nhưng lại không thể có được. Ninh Tu Viễn cũng không phải trường hợp đặc biệt. So với những gì Ninh Tu Viễn đã làm với cậu trước đây, điều này chẳng là gì cả. Một vài học sinh trung học khoác trên mình bộ đồng phục đi trên vỉa hè. Có lẽ lúc này các em đã kết thúc tiết tự học buổi tối, trên môi nở nụ cười, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ. Một lần về nhà, cậu bị mấy tên côn đồ vây lại trong hẻm nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu bị bạo lực học đường sau nhiều năm đi học. Chỉ là một cậu nhóc 16-17 tuổi, làm sao có thể không sợ? Bị một học sinh trung học trạc tuổi mình đẩy ngã lăn ra đất, bộ đồng phục bị bẩn. Nếu dám chống lại, cậu biết đám côn đồ đứng bên cạnh sẽ ngay lập tức nhảy sổ tới đấm đá cậu. Từ khi nào mà cậu trêu chọc phải người này, nghe người kia lăng mạ, mới nhận ra mấy ngày trước mình đã ghi tên cậu ta vào danh sách đưa cho chủ nhiệm lớp vì cậu ta không nộp vở bài tập cho cậu. Rõ ràng là một chuyện nhỏ, nhưng lại muốn dùng bạo lực để nói chuyện, với mục đích dạy cho cậu một bài học. Mấy tên côn đồ vây quanh cậu, cậu nghĩ rằng cùng lắm thì ăn một trận đánh, thậm chí đến cái cớ làm sao để giải thích với mẹ cho hợp lý cũng đã nghĩ xong. Nhìn thấy thảm cảnh này, những người khác tránh còn không kịp, nhưng có một nam thanh niên đi ngang qua hẻm, nhìn thấy tên kia, đám người vây quanh cậu cũng giải tán. Đó là cậu lần đầu tiên tiếp xúc với Ninh Tu Viễn. Thanh niên tuấn tú khuôn mặt đầy kiêu ngạo, cằm hơi nhếch lên, tựa hồ có chút khinh thường, đồng phục học sinh trên người vô cùng phóng túng, đeo khuyên tai, rõ ràng nhà trường đã quy định học sinh cấp 3 không được nhuộm tóc nhưng vẫn ngang nhiên làm trái quy định. Hắn không phải người cùng thế giới với một học sinh ba tốt ngoan hiền như cậu. Cậu đã từng nghe qua những người khác nhắc đến Ninh Tu Viễn, bọn họ đều nói người này tệ như thế nào. Ngay từ đầu, cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đối phương lấy đá ném đá dưới chân bọn kia, muốn chúng thả cậu ra. Ninh Tu Viễn nói, đây là người tao bảo kê. Sắc mặt đám côn đồ bên cạnh trở nên khó coi, trên tay bọn chúng đều cầm gậy gộc, trông rất dữ tợn. Cậu nghĩ, Ninh Tu Viễn chỉ có một mình lại tay không tấc sắt, làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy? Ninh Tu Viễn luôn rất có chí tiến thủ trong học tập, điều kiện gia đình rất xuất sắc, xung quanh có rất nhiều người quấn lấy. Đám học sinh cấp 3 vây lấy cậu đều do dự. Sau khi dò hỏi Ninh Tu Viễn mấy lần, hắn vẫn như cũ nói hai câu với đám côn đồ, họ thật sự thả cậu đi. Cậu từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, muốn nói lời cảm ơn với người thanh niên cách đó không xa, nhưng đối phương trực tiếp đi tới đầu hẻm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc cậu đi ra ngoài, cũng không thấy bóng người đâu nữa. Bởi vì lời nói của Ninh Tu Viễn, cậu không bao giờ bị bao vây bắt nạt trong trường nữa. Lúc đó, cậu thật sự cho rằng Ninh Tu Viễn vẫn là người rất tốt, chỉ là tin đồn thổi phồng quá mức cho nên mới lan truyền Ninh Tu Viễn đáng ghét như vậy. Trong vài lần chạm trán sau đó, Ninh Tu Viễn chỉ là quá coi trọng mặt mũi, tính tình thì khá trẻ con, cậu hỏi lớp học ở khu nào, đối phương thậm chí còn không biết vị trí chính xác, lại còn ở trước mặt cậu giả bộ không nhớ. Vài giây đèn đỏ trôi qua, chiếc xe lại di chuyển, cách tiểu khu nhà Kiều Nguyên không còn xa. Trên đời này, không có ai bỏ bị ruồng bỏ mà không thể sống nổi. Kiều Nguyên dừng lại, giọng nói đột nhiên trầm xuống, lúc trở về anh hãy nói với anh ta, sau này nếu gặp được người thích hợp, hãy đối xử với người đó thật tốt, đừng làm tổn thương người ấy như đã làm với tôi. Nếu không phải lúc trước Bạch Thành Úc giúp cậu, chỉ sợ rằng bây giờ cậu đã không còn sống. Cậu đến bệnh viện vào chiều hôm sau, tình trạng của Bạch Thành Úc đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng khi các y tá đến khu khám bệnh cho anh, trông họ có chút kỳ lạ, như thể họ bị tê liệt vì thứ gì đó không rõ. Nhiệt độ cơ thể Bạch Thành Úc giảm đi rất nhanh. Khi cậu bước tới, Bạch Thành Úc rụt rè cuộn tròn trong vòng tay Kiều Ngạn. Ở trong bệnh viện, không thể tránh khỏi gặp đủ muôn hình muôn vẻ dạng người,
khi bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh, Bạch Thằng Út sẽ cảm thấy sợ hãi. Điện thoại của Kiều Ngạn vang lên, khi nghe thấy tiếng chuông reo, Kiều Nguyên nhíu mày. Thông thường, trợ lý được gọi trước vì các vấn đề trong công ty, rõ ràng đây là cuộc gọi riêng cho Kiều Ngạn. Hiện giờ Bạch Thằng Út, chuyện gì cũng không biết. Kiều Ngạn không chút né tránh, nói thẳng với người bên kia đầu dây, 2 ngày nữa tôi sẽ không đến công ty. Có lẽ là do giọng của đối phương quá chói tai, Kiều Nguyên mơ hồ có thể nghe thấy cậu ta nói là vì con ma ốm kia sao. Anh ta yếu như vậy, e rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa là ngã gục ngay. Kiều Ngạn mày nhíu, nhưng không cắt ngang lời cậu ta. Sau khi được thăng chức thành trợ lý, cậu ta tự coi mình là người có máu mặt, giọng điệu nũng nịu vẻ lấy lòng. Ngày mai anh không đi làm, vậy đêm nay anh thật sự không có thời gian sao? Em đã đặt trước phòng khách sạn rồi. Trong khoảng thời gian này, thân thể của Bạch Thành Út đã yếu đi rất nhiều, làm một lần cũng không thể chịu đựng được nữa. Ý thức đã không còn tỉnh táo, cho dù tỉnh lại, anh cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ một lời van xin lòng thương xót, vươn tay đẩy hắn ra, nhưng thân thể mềm mại đã mất đi sức lực từ lâu. Nếu hắn muốn tìm người khác, thì ngay khoảng thời gian bỏ trốn hắn đã sớm đi tìm. Chỉ là tình hình hiện tại khác với những gì hắn mong đợi, nên hắn đã trút hết lửa giận trong lòng lên người Bạch Thành Út. Bạch Thành Út hơi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn nói chuyện với người khác. Kiều Ngạn hỏi, tối nay em có muốn tôi ở lại với em không? Bạch Thành Út chỉ nhìn hắn, nhưng không nói được lời nào. Kiều Ngạn hỏi bác sĩ, dây thanh quản của Bạch Thành Út không bị tổn hại gì. Anh có thể nói chuyện như những người bình thường, nhưng anh không muốn mở miệng. Kiều Ngạn hỏi lại, em có muốn tôi ở cùng em không? Nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại của Kiều Ngạn, Bạch Thạch Út có chút sợ hãi. Giống như lần đầu tiên, Kiều Ngạn khiến anh cười, không biết anh xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Kiều Ngạn tức giận đẩy anh ngã xuống giường, đầu đập vào tấm ván gỗ ở đầu giường, cả người chỉ cảm thấy đau đớn. Kiều Ngạn quá cố chấp, hắn muốn nghe câu đáp án khẳng định từ miệng anh. Kiều Nguyên không nhìn nổi nữa, đứng dậy giật lấy điện thoại của Kiều Ngạn, cúp máy, trầm giọng nói, đừng để chuyện đi quá xa. Như thế nào là đi quá xa? Sắc mặt Kiều Ngạn lạnh lùng, bác sĩ nói bệnh nhân không chịu mở miệng nói, vì đó là mệnh lệnh trong tiềm thức, đã đến mức này rồi, mà Bạch Thành Út vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Đối phương còn luyến tiếc ai đây? Là ả đàn bà đã yêu vài tháng còn chuẩn bị kết hôn, hay y tá đã cùng anh ăn tối? Khi họ gặp nhau ngoài nhà hàng lúc sau đó, Kiều Ngạn đã sớm biết bí mật của Bạch Thành Út. Một lần đến ký túc xá của Bạch Thành Út, ngày đó anh không có ở đó, hắn nghe một người bạn nói rằng Bạch Thành Út ra ngoài làm việc bán thời gian. Hắn buồn chán giúp anh sắp xếp sách trên bàn, lại nhìn thấy một tờ giấy khám sức khỏe kẹt trong những trang giấy dày cộc. Bạch Thành Út đang tiết kiệm tiền để phẫu thuật, nhưng chi phí quá cao, tỷ lệ thành công cũng thấp. Bạch Thành Út khao khát trở thành một người bình thường, muốn có một người vợ xinh đẹp, thành lập một gia đình trọn vẹn, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác. Hắn cầm tờ giấy trên tay xem kỹ lại coi như không có chuyện gì xảy ra, gấp tờ giấy theo đường nét ban đầu rồi đặt lại chỗ cũ. Bạch Thành Út đi qua thì giả vờ như không biết chuyện gì, hắn đến gần anh vùi đầu vào cổ người kia. Sau đó mới nhận ra da người kia trắng hơn con trai bình thường, vòng eo tinh tế hơn rất nhiều, khung xương nhỏ, dường như không bao giờ tức giận, luôn nở một nụ cười nhạt trên môi. Bạch Thành Út đã ở bên hắn một thời gian, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có dấu hiệu mang thai. Phát hiện hai người trong phòng vì mình mà cãi nhau, Bạch Thành Út khẩn trương ôm lấy cánh tay hắn, hơi dịch người về cuối giường, như không muốn cậu gặp phải phiền phức. Khi thấy cảnh này, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy ngực phập phồng khó thở. Mặc dù đã biết Bạch Thành Út từ lâu đã mất đi ý thức tự chủ, anh không còn là thanh niên hoạt bát vui vẻ dũng cảm như trước nữa. Có thể thấy Bạch Thành Út giống như một đứa nhỏ yếu mền có thể chết bất cứ lúc nào nếu bị chạm vào. Thậm chí dù chỉ là một chút cũng sẽ sinh ra cảm giác khác biệt mạnh mẽ. Cậu ngừng chất vấn Kiều Ngạn chỉ vì cậu không muốn làm Bạch Thành Út sợ. Người kia dường như không nhận ra cậu. Lúc tỉnh táo cũng không dám ngước mắt lên đối diện với cậu. Kiều Ngạn có lẽ đã quen với việc đó, vẻ mặt cũng không còn ngạc nhiên như trước nữa, thậm chí còn đút cho Bạch Thành Út một vài thìa cháo trắng.
từng muỗng một, rất đỗi dịu dàng. Kiều Nguyên đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy áp lực cực kỳ. Có ai ngờ rằng Kiều Ngạn có vẻ hiền lành dịu dàng lại mập mờ với kẻ khách cách đây không lâu trước đó. Kiều Ngạn đút cho Bạch Thành Úc một chén cháo nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên, sao em còn không chịu rời đi? Kiều Nguyên im lặng 2 giây rồi nói, anh nhìn lại bác sĩ Bạch xem, trông anh ấy có giống như người còn sống không? Động tác của Kiều Ngạn dừng lại, hắn đặt chiếc thìa sứ trắng trong tay vào bát, liếc mắt nhìn Kiều Nguyên, nét dịu dàng trên gương mặt đã biến thành vẻ không kiên nhẫn. Đương nhiên em ấy là người còn sống rồi, thế nhưng, dù cho em ấy trở thành gì đi nữa, tôi vẫn sẽ chăm sóc em ấy. Vậy còn tên Trương Chân kia? Trương Chân chỉ là trợ lý của tôi, điều hắn nói cũng không phải là giả. Trên mặt Kiều Nguyên có một chút mỉa mai, một cho gia đình và một cho công ty, phân chia cũng rõ ràng lắm. Kiều Nguyên cười nói, chỉ là trợ lý thôi, vừa rồi sao cậu ta lại gọi anh đi khách sạn, em sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ nghênh ngang mà bước vào nhà, nếu đã như vậy, thì anh nên buông tha cho anh ấy sớm đi, để anh ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường. Vậy anh với cậu ta ở trong công ty đã làm những gì, kể cả chuyện cậu ta đứng trước mặt anh sỉ nhục bác sĩ Bạch, cũng là không có gì sao? Trước khi Kiều Ngạn kịp trả lời, Bạch Thành Úc đã đứng dậy chạy đến mép giường bệnh, cổ họng đau rát, anh nôn hết đống cháo Kiều Ngạn vừa đút ra, cho đến khi chỉ còn nước chua, người gầy rộc đi, bởi vì bị nghẹn mà ho khan không ngừng, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt thiếu máu, nhìn càng thêm thảm. Kiều Ngạn vội vàng chạy ra ngoài, gọi bác sĩ tới, không lâu sau, một y tá bước vào dọn dẹp bài nôn trên sàn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói, hệ thần kinh trung ương của bệnh nhân đã bị tổn thương. Cậu có biết bệnh nhân đã dùng những loại thuốc gì mà để lại tác dụng phụ lớn như vậy không? Khi nào thì em ấy bình phục? Kiều Ngạn hỏi. Bác sĩ đã từng gặp đủ loại người trong bệnh viện. Trước đây cũng đã từng nghe nói về Bạch Thành Úc. Nếu người đàn ông trước mặt không phải Kiều Ngạn, e rằng ông ta đã báo cảnh sát. Gần đây, có vài y tá biết Bạch Thành Úc nằm viện, cũng thường xuyên bàn tán với nhau. Bác sĩ nói, cái này không xác định được, có lẽ bệnh nhân sẽ mãi thế này, tùy tình trạng từng người. Đã hơn 1 tháng kể từ khi ngừng thuốc nhưng tình trạng của Bạch Thành Úc hiện tại dường như không hề thuyên giảm. Kiều Nguyên cùng y tá đi lấy thuốc, trong phòng bệnh chỉ còn 2 người bọn họ. Kiều Ngạn liếc mắt nhìn người đàn ông gầy gò trên giường bệnh hỏi, em ấy còn có thể thụ thai không? Bạch Thành Úc đã ở cùng hắn từ lâu. Không ít lần hắn giữ lại thứ của mình trong người anh, lúc đầu Bạch Thành Úc muốn đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng bây giờ, ý thức anh không còn tỉnh táo nữa, hay là Bạch Thành Úc cách đây không lâu đã làm phẫu thuật, cho nên cấu tạo cơ thể của anh khác với phụ nữ. Bác sĩ sững sờ một lúc, nhận ra người đàn ông trước mặt đã làm gì Bạch Thành Úc, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc, trưởng khoa đã đào tạo Bạch Thành Úc làm người kế nhiệm, nhưng sau một khoản tiền lớn đổ vào, Bạch Thành Úc lại nghỉ việc một cách khó hiểu. Từ đầu, Bạch Thành Úc xin nghỉ việc vì bệnh tình phát triển tốt hơn, nhưng sau đó lại có một số lời đàm tiếu lan truyền ra, nói rằng Bạch Thành Úc vẫn ở lại thành phố L, chỉ là đang sống cùng một người đàn ông, người nói vô tình người nghe hữu ý. Bạch Thành Úc công tác tại bệnh viện nhiều năm như vậy, nếu anh thích đàn ông thì đã bị phát hiện từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ mới biết. Gặp lại Bạch Thành Úc, ai mà ngờ được một người đàn ông khỏe mạnh lại rơi vào tình cảnh như vậy. Trên người còn có dấu vết bị làm nhục rất rõ ràng, có thể thấy không phải chỉ một lần. Có khi kể từ lúc xin nghỉ việc, Bạch Thành Úc đã gặp phải loại chuyện này. Thấy bác sĩ vẫn không trả lời, Kiều Ngạn sắc mặt lạnh đi. Hắn nói, ông không nghe thấy tôi nói gì sao, ông có còn muốn ở lại bệnh viện nữa không đây? Kiều Ngạn từ trước đến nay không phải loại người tốt đẹp gì. Tất cả lòng tốt mà hắn biểu hiện ra bên ngoài chỉ là vỏ bọc giả dối. Đương nhiên, bác sĩ không thể trêu chọc vào Kiều Ngạn, vì vậy ông ta mở miệng nói, thể chất của bệnh nhân bây giờ quá yếu, e rằng có chút khó khăn khi mang thai, cơ quan sinh sản nữ trong cơ thể cậu ấy phát triển không đầy đủ, tổng thể thì vẫn thiên về hướng nam giới hơn. Kiều Ngạn nhướng mày, nói cách khác, em ấy có thể mang thai. Vâng, bác sĩ dừng một chút, lại nói, nhưng tỷ lệ rất thấp. Bác sĩ dường như đã đoán được ý đồ của Kiều Ngạn nên cũng muốn xua tan suy nghĩ của hắn.
Hơn nữa với bộ dạng hiện tại của Bạch Thành Úc, nếu anh thật sự đang mang thai, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bạch Thành Úc tính tình rất tốt, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai, sáng dậy sớm chạy bộ, lịch trình hàng ngày của anh đều được sắp xếp rất hợp lý, mỗi ngày hoặc là đến bệnh viện hoặc là về nhà, lúc đó người trong bệnh viện còn đang thảo luận, Bạch Thành Úc ưu tú như vậy sau này sẽ ở bên cạnh người như thế nào. Chỉ là bọn họ đều nghĩ rằng người đó sẽ là phụ nữ, dù sao điều kiện của Bạch Thành Úc cũng không tệ, tuy không cha không mẹ nhưng khả năng của anh là điều ai cũng thấy rõ, có nhà có xe đầy đủ, nếu ai có thể gả cho anh, đám người trong bệnh viện sẽ rất ghen tị cho mà xem. Nhưng tại sao giờ lại thành ra nông nỗi này? Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, cuối cùng không khỏi thở dài hai tiếng. Mũi kim sắc nhọn cắm vào mạch máu màu xanh nhạt, chất lỏng trong suốt từ từ trôi xuống theo ống truyền dịch, đồ ăn mà Bạch Thành Úc vừa mới nôn ra hết rồi, lúc này cần nhất là bổ sung chất dinh dưỡng. Bạch Thành Úc lúc này vẫn chưa buồn ngủ, chỉ ngây người nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, xem ra đã sống trong môi trường này lâu rồi. Bạch Thành Úc cảm thấy có chút quen thuộc nhưng chỉ chợt lóe qua rồi lại vụt tắt. Kiều Ngạn ngồi bên giường bệnh cẩn thận giúp anh vén tóc trên trán. Kiều Ngạn nhẹ giọng nói, học trưởng, xin con cho tôi được không? Có một đứa con, giữa họ cũng có một sợi dây ràng buộc. Bạch Thành Úc đã bị cha mẹ vứt bỏ bên đường không lâu sau khi sinh ra. Với tính khí của anh, sau khi có con, anh sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi hắn được nữa. Có đứa nhỏ rồi, chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh. Nếu em thích, một đứa sẽ theo họ em, một đứa sẽ theo họ tôi, không phải lo mình không có cha mẹ, không phải ganh tị với gia đình người khác. Tôi sẽ cho chúng những gì tốt nhất. Khi con lớn lên, tôi sẽ cho con đến trường học tập. Nếu trong trường bị bắt nạt, tôi sẽ bố trí cho con học võ tự vệ, để sau này con sẽ bảo vệ em. Như vậy rất tốt, không phải em rất muốn có một mái nhà riêng của chính em sao? Tôi có thể cho em, chúng ta còn có thể có con của hai ta nữa. Em muốn kết hôn với phụ nữ không phải cũng vì mong như thế sao? Không khác biệt lắm đâu. Cho dù nói gì, Bạch Thành Úc vẫn luôn trầm mặc, nhưng vào lúc này, sắc mặt anh đột nhiên có vài phần bi thương chua xót. Thân thể gầy gò nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, Bạch Thành Úc dường như cảm thấy buồn ngủ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đối với người ngoài coi như đã ngủ say. Quen biết Kiều Ngạn, chính là mở đầu cho màn địa ngục trầm luân trong cuộc đời anh. Điện thoại của Kiều Ngạn lại vang lên, thấy anh đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn, mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ cách nhau một bức tường, cho dù Kiều Ngạn cố ý hạ giọng, một giọng nói phảng phất vẫn truyền đến. Người gọi tới là Trương Chân. Trời đã khuya, có lẽ là do trước đó cậu ta đột nhiên bị cúp máy, vì thấy không cam lòng cho nên cậu ta một lần nữa gọi lại cho Kiều Ngạn. Nếu Kiều Ngạn thực sự muốn từ chối cậu ta, tại sao còn chuyển cậu ta lên làm trợ lý riêng? Trương Chân rất nhiều lần từng ám chỉ nhưng Kiều Ngạn lại không từ chối thẳng thừng. Hắn không nói tốt hay xấu, cứ mặc kệ cậu ta. Nếu là đàn ông trưởng thành, thậm chí chỉ cần nhìn qua thôi là hiểu rõ rất cả. Giọng điệu của Trương Chân mang theo chút nũng nịu, ám chỉ nói, Kiều Tổng, khi nào thì anh rảnh? Cũng không nên để mãi như vậy. Trương Chân luôn thích đi đường tắt, ngay từ khi vào công ty này cũng đã có vài mối quan hệ. Cậu ta cũng không nghĩ tới hậu quả về sau. Kiều Ngạn ngoại hình quả thực rất đẹp trai, rất có khí chất, thà lấy lòng hắn còn hơn lấy lòng đám lão già xấu xí ngoài kia. Kiều Ngạn nói, tầm vài ngày nữa, vậy thì em sẽ đợi, nhân tiện, gần đây em có học tự nấu vài món, nếu có thời gian anh đến nhà em đi, em nấu cho anh nếm thử. Trương Chân rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, mấy ngày trước cậu ta đã nghe thấy Kiều Ngạn nhắc đến chuyện như vậy trong công ty, biết được tan làm xong hắn sẽ lập tức về nhà ăn cơm. Cơm nhà, trọng điểm là ở chữ nhà này. Trước khi tốt nghiệp một học kỳ, Bạch Thành Úc tìm một bệnh viện để thực tập, để thuận tiện cho công việc. Anh không ở ký túc xá của trường mà thuê một phòng đơn nhỏ bên ngoài, vị trí hơi hẻo lánh, môi trường xung quanh cũng không tốt lắm. Kiều Ngạn muốn giúp anh tìm một chỗ ở tốt hơn, nhưng đều bị Bạch Thành Úc khéo léo từ chối. Không giống với cơm nấu ở căng tin trường học, Bạch Thành Úc thường đến khu chợ gần đó mua rau và thịt tươi. Để tiết kiệm tiền, anh thường tự nấu cơm rồi mang đến bệnh viện.
Khi Kiều Ngạn tới, Bạch Thành Úc sẽ nấu thêm vài món. Bận rộn trong phòng bếp nhỏ, mấy món ăn không được tinh xảo nhưng luôn khiến khẩu vị của mọi người tăng lên rất nhiều. Kiều Ngạn hầu như chưa bao giờ ăn loại thức ăn này. Nó khác với mấy món ăn tinh tế do đầu bếp chuẩn bị ở nhà, hoặc yến tiệc trong khách sạn, hoặc cơm cháo đơn giản trong trường. Hắn không thể phân biệt được mùi vị là như thế nào, nhưng sẽ mang lại cho hắn một loại thỏa mãn đặc biệt. Bạch Thành Úc mặc một chiếc tạp dề đơn giản, nhưng lại khiến hắn nghĩ người đối diện còn đẹp hơn một tiểu thư đài cách ăn mặc đẹp để xuất thân từ gia đình giàu có. Kiều Ngạn đã lâu không ăn đồ Bạch Thành Úc nấu. Kể từ khi bị hắn cưỡng ép, Bạch Thành Úc không còn đối xử chân thành với hắn nữa, còn luôn nói dối lừa gạt hắn. Có lẽ vì muốn lấp đầy khoảng trống mà Bạch Thành Úc không thể mang đến cho mình, Kiều Ngạn đồng ý. Mặc dù hắn biết rằng mình đối đãi với kẻ khác không giống như lúc đối đãi với Bạch Thành Úc. Hết tập 12. Cảm ơn quý vị khán thính giả gần xa đã dành thời gian để lắng nghe truyện. Nguyên Phong xin chúc quý vị giữ gìn sức khỏe thật tốt và mãi an yên trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập 13 của câu chuyện. Thân ái!